thúy ái lớn lên trong gia đình có tư tưởng truyền thống bảo thủ nên quan niệm của nàng là trước khi lấy chồng thì phải giữ cái ngàn vàng cho đêm tân hôn con gái lớn lên phải lấy chồng sinh con mà vì vậy lúc cặp kè với lý bình không vượt quá giới hạn chỉ cho hắn tí táu tí mẻ bên ngoài thôi nàng tưởng hắn sẽ quý trọng nhưng hoàn toàn ngược lại hắn mưu đồ dâng nàng cho lãnh đạo để cầu vinh thúy ái vô cùng thất vọng tâm lý bị đả kích một thời gian dài từ ngày vào đức lập làm việc nàng có cái nhìn khinh thường với hai đồng nghiệp tuyết yến khi biết cả hai cùng yêu và chấp nhận chia sẻ một người đàn ông nhưng không lâu sau đó nàng tò mò về người đàn ông này khi khám phá ra rất có nhiều mỹ nữ vây quanh hắn sự khám phán này khiến nàng càng lúc càng thêm lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu sâu hơn lúc đức muốn đề bạt nàng làm giám đốc phòng it Nàng tưởng hắn có ý với mình Nên để cao cảnh giác Ai rẻ suốt một thời gian sau đó Nàng mới biết đã quá nghĩ cao về mình rồi Hắn không phải như nàng nghĩ Không hề có ý định sằng bậy với mình Lúc này nàng cảm thấy mất mát Thúy ái cảm thấy mất mát tức giận So với Đông Cung và Tây Cung Nàng không thua kém gì Yến và Tuyết Và chuyện trở nên tệ hơn Khi nàng lấy cớ Lý Bình phiền nàng Mà âm mưu cùng hắn giả cặp kẻ tưởng là cho hắn cơ hội, ai rẻ. Hắn như khúc gỗ, hoặc là coi nàng như trong suốt. Điều này khiến Thúy Ái cảm thấy bị tổn thương trầm trọng. Nên một lần nữa, âm thầm chủ tính, nhất định đi theo phái đoàn ra ngoài miền Trung để hoa rơi hữu ý. Còn hắn, có tình hay vô tình cũng mặc kệ thôi. Nàng cảm thấy yêu thích hắn nhiều hơn rồi. Đức Tổng nào có nghĩ nhiều như vậy đâu. Sau một hồi niệm kinh để giữ tâm vô tạp niệm, Đàn bà nhiều quá rồi mà Hắn không muốn thêm nữa Tham thì thâm mà Nhưng khổ nỗi Tâm vô tạp niệm Đâu không thấy Chỉ thấy lòng hâm bừng bừng nổi dậy Tuy là vừa lúc chiều màn mẹ vợ Ngọc Trinh tới bốn lần rồi Tơi bởi hoa lá Nhưng giờ lại thấy sướng lên Thúy ái lại khiêu gợi quyến rũ nữa Như vậy nếu mà không chán Thì không phải là đàn ông rồi Hoặc là có vấn đề nghiêm trọng về sinh lý Giờ đây Đôi môi nồng nhiệt, thơm tho của nàng Đã bị môi hắn khóa lại rồi Thùy ái chết điếng cả người Tê liệt hoàn toàn Người đầu tiên bên ngoài của nàng Là lão già ruệ kia Giám đốc sở xe Nhưng lúc đó nàng bị thuốc hành Và cũng may không xảy ra chuyện gì Và đây là lần thứ hai Nàng tình nguyện để người đàn ông này Chiếm lấy mình Trải qua nhiều lần với trình nữ rồi Kinh nghiệm có thừa Đức rất là tử tốn tử tốn. Hắn đang khám phá, thám hiểm, nơi động đào, lầy lội kia. Em sẽ không hối hận chứ. Ngồi xuống bên cạnh, Đức thì thầm. Anh, anh phải tốt với em đó. Thúy Ái mở mắt ra, hai mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu. Nàng biết hắn có rất nhiều đàn bà. Chuyện này không còn quan trọng nữa. Miễn là hắn biết quý trọng và bảo vệ nàng là được. Nàng tin hắn làm được hắn là cường giả, người nàng có thể gửi gắm cả đời. Chuyện này dĩ nhiên rồi. Lại 10 phút trôi qua nữa, lúc trước đau nhiều hơn sướng, nhưng giờ đây thì sướng nhiều hơn đau rồi. Nàng đã thích ứng dần với người khách lạ này rồi. Tại Ủy ban nhân dân thành phố Miền Trung, sáng hôm nay ở các phòng ban, đám cán bộ công nhân viên ai cũng dù gì to nhỏ, đêm qua xảy ra chuyện lớn rồi họ nghe lõm bõm được ít nhiều vì vậy đến sớm hơn một chút để làm bà tám và hóng chuyện này nhé nửa đêm nửa hôm con bích thư ký kia có chồng không ở nhà với chồng lại ở nhà của lãnh đạo thế là thế nào Ôi giời ôi tôi đã nhiều lần nói mà con bích kia tướng đi thì mình xào uốn khúc à tướng ấy à, dê lắm đấy một chị tướng người khá khủ khỉ Trẻ môi ra dáng vẻ khinh thường khi nói đến tên của bích thư ký chuyện đấy à, ôi giời ơi, chuyện nhỏ như hột mè nào có đáng gì đâu, các bà có biết không? Lam nữ nhân viên văn phòng tài chính kế hoạch nhìn quanh rồi hạ nhỏ giọng hơn nữa đủ để nhóm đồng nghiệp của chị nghe. Tối hôm qua có số tiền trăm tỷ bị đánh cướp đấy, nhưng cuối cùng thì ra là tiền giả thôi, nhưng lại được xe tìm thấy trong nhà của hưng chủ tịch. Áo à, cả đám người nghe Lam nói nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Không phải là họ không nghe, mà là không dám nói ra miệng những chuyện kinh thiên động địa như thế này, ngoài những chuyện gian díu với người ta. Còn nữa, nghe nói là Lý Quốc Hùng có liên quan nữa đấy, làm tiếp tục hãnh diện tung ngâm tấn. Lời nói của chị ta cũng không dám nghi ngờ. Chồng chị là trung tá phó trưởng xa phường. Tin tức này vô cùng bén nhảy Chỉ có chị mới dám nói những lời phạm thượng thế này. Câu chuyện đêm qua ở biệt thự của phó chủ tịch thành phố này trong một đêm được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Chuyện thật ly kỳ như trong phim hành động với nhiều phiên bản nhưng phiên bản nào cũng hấp dẫn và lôi cuốn. Vào nhà người ta phải tôn trọng người ta mà. Đạo lý này Đức Ca rất am tưởng. Đêm qua những gì cần làm thì cũng đã làm rồi nhưng có nhiều việc không nên giải thích một chút. Vì vậy sáng hôm nay hắn đến thị ủy để gặp bí thư Thái Điệp. Dĩ nhiên là không có hẹn rồi. Chuyện vừa xảy ra đêm qua mà Sáng nay hắn liền tới mà Hẹn cái gì chứ Nếu được vào gặp mặt thì giải thích Không được cũng không hề gì hơn nữa Hôm nay hắn phải ra sân bay để đón Phương Anh Thục Linh Với phần số nửa số tiền cứu trợ Thật ra hắn muốn gọi di động Nói qua điện thoại Nhưng sực nhớ ra tấm danh thiếp của Thái Điệp đưa Đã mất rồi Cũng như mấy lần trước Khi đến gặp trưởng Ban Mi và Đồng Giao Bên ngoài văn phòng của bí thư Thái Điệp vừa hơn 9 giờ, đã có không ít người chờ đợi để báo cáo. Chào cô, tôi là Trần Đức, không có hẹn, muốn gặp Thái Địa Bí Thư, nhờ cô thông truyền. Hải Lan, vừa thấy anh chàng đẹp trai, đã có ý nhiều thiện cảm, nhưng nghe hắn nói, cảm tình liền mất hơn phân nửa. Đúng là, không biết phép tắc gì hết, muốn gặp Bí Thư là gặp à. Anh phải lấy hẹn mới được, Bí Thư bạn lắm, rất nhiều người đang chờ để gặp Bí Thư đấy, anh xem. Hải Lan, phóng tìm mắt về đám người sau lưng đức ngụ ý cho hắn biết anh hãy nhìn đi hà hà tôi có chuyện quan trọng hay là cô chỉ cần hé cửa nói tên tôi là được rồi chỉ cần bí thư biết là được rồi có thì giờ gặp tôi hay không không quan trọng hay là cô cho tôi số di động của bí thư được không hải lan mới sửng sốt nếu nàng không thông truyền nếu là chuyện thật sự quan trọng như hắn nói thì trách nhiệm này nàng không gánh nổi còn nếu cho hắn số di động của bí thư đùa sao vậy anh chờ chút hải lan không tình nguyện lắm nhưng cũng hết cách rồi bí thư thị ủy thái điệp cũng đang tức giận về chuyện đêm qua cũng may tiền không mất nhưng thái điệp lấy làm kỳ quái có lý nào hắn biết trước có người muốn cướp nên là răng bẫy vừa rồi trong điện thoại lệ bí thư cũng đã muốn biết rồi không phải chỉ có chuyện đó nếu để người tỉnh khác biết được chuyện xấu hôm qua thì thật là mất mặt một người là phó chủ tịch thành phố một người là phó chủ tịch huyện mà có hành động côn đồ như vậy sao cọc 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 có tiếng gõ cửa bên ngoài hải lan thư ký của nàng bước vào bí thư bên ngoài có người tên là trần đức nói có chuyện quan trọng muốn gặp bí thư nhưng anh ta không có trên danh sách ạ à? hải lan vừa nói vừa phân trần tên trần đức này là ai chứ không có hẹn mà muốn gặp bí thư thị ủy à nhưng liền sau đó hải lan sửng sốt mau mau mời cậu ta vào đi à thôi được để tôi Thái Điệp vội vã đứng lên, tiến ra cửa đón tiếp. Chủ tịch Đức, buổi sáng tốt lành. Đêm qua ngủ ngon chứ? Hải Lan, em pha cho. Ừ, chủ tịch Đức, uống trà hay là cà phê? Thái Điệp cười thân thiết hỏi. Nàng sắp có chuyện muốn cầu tỉnh. Hơn nữa, đêm qua, nàng đã chứng kiến hết rồi. Hắn thật có bản lĩnh. Và nhất là, hắn có mối quan hệ thân thiết với Gia Kỳ. Chỉ riêng điểm này thôi. Nàng không thể không xem trọng hắn được. Điệp Bí thư, Cô khách xáo rồi Tôi cảm thấy thụ sủng nhược kinh đó À ừ ly cà phê làm ơn Đức màu mè với thái điệp Quay qua nháy mắt với Hải Lan Nói muốn nàng pha cho hắn ly cà phê Dạ được Hải Lan thấy hắn trắng trợn Đã nhãn với mình Nàng cúi thấp đầu với vẻ thẹn thùng Tính hắn là như vậy Hay chiều gái cho vui Chứ không phải có ý gì cả Đức bước theo thái điệp vào trong Hắn hơi đi phía sau một chút Để tỏ vẻ tôn trọng vô tình mắt nhìn thấy dáng thướt tha của mỹ nữ, ôi trời ôi, tròn lẳn, một mùi thơm thoang thoảng phảng phất vào mũi. Thái điệp cảm giác có người đang ngắm mình, bước đi có chút không tự nhiên, mặt hơi nhuộm hồng, bất thình lình ngả sang một bên. Đức nhanh chóng đỡ lấy khiến nàng bị hắn ôm trọn vào lòng. vô tình mái tóc nàng ngả vào mặt hắn, nguyên do là vì nàng mang giày quá cao, bình thường thì không sao nhưng biết hắn ngắm mình khiến nàng mất tự nhiên, lúng túng nên ngã. Bí thư, cô có sao không? Không, không sao cảm ơn. Miệng ngoài mỉm cười, ngượng ngập, thái điệp thầm mắng. Tại anh hết đó. Hai người vừa ngồi xuống, phần ngồi chủ khách, Hải Lan bước vào. Trên tay là mâm nước với hai cái ly. Một ly trà cho Thái Điệp và một ly cà phê cho hắn. Nàng không biết khẩu vị thế nào nên mang thêm chút đường và sữa. Mùi cà phê thơm nước mũi Hải Lan biết anh miền Nam này là thượng khách của bí thư. Chỉ có hàng ngũ lãnh đạo mới có đãi ngộ này thôi. Hắn là lãnh đạo sao? Không phải đâu. Hắn còn trẻ như vậy mà. Hay là Hải Lan liếc trộm lãnh đạo mình. Bí thư Thái Điệp và nàng tình như chị em. Chắc chắn là vậy rồi. Thái độ e ấp thế kia. Như cô gái 20 đang được chàng trai đi đến dạm hỏi vậy. Cảm ơn cô. Đức lên giọng. Kéo dài một chút. Ý muốn hỏi tên người đẹp. Dạ, Em là hải lan ạ à. hải lan đặt ly cà phê lên bàn cười e ấp tự giới thiệu nghe khách quan trọng của bí thư hỏi nàng mỉm cười đáp hải lan tên đẹp đó thái điệp tên đẹp người đẹp tên cũng đẹp đức buột miệng khen hải lan ngây người hai má đỏ hay hay không chỉ riêng nàng đâu mà thái điệp cũng lúng túng ai trước mặt nàng cũng khúm núm cầu nệ khiến không khí lúc nào cũng nghiêm túc oai nghiêm đây là lần đầu có người dám nói như vậy Hải Lan, em ra ngoài đi. Thái Điệp cố làm như không nghe, mỉm cười. Dạ, Bí Thư. Hải Lan nghe Bí Thư Điệp nói, mỉm cười gật đầu nhẹ chào, rồi vội vàng quay người bước đi như ma đuổi. Qua trường đấy, tôi xe mách với Già Kỳ. Thái Điệp nhìn Đức hàm dọa, ánh mắt lộ ý cười. Tại sao? Thôi, không nói nữa, vào chuyện chính đi. Chuyện đêm qua, có nhiều điểm lệ Bí Thư không hiểu. Anh có thể giải thích một chút được không? miệng hỏi. Thái Điệp giả vờ bận rộn, nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Để tránh ánh nhìn thẳng vào mặt hắn, càng lúc nàng càng cảm thấy bối rối với ánh mắt của hắn. Cảm thấy tên này có sức thu hút mãnh liệt. Tâm tư nàng không ít lần dao động rồi. Nàng lấy làm kỳ quái, không ít lãnh đạo hoặc trực tiếp hoặc là bóng gió ám chỉ ái mộ. Chỉ cần nàng gật đầu là coi như bước thêm một bước nữa, nhưng nàng vẫn thở ơ lạnh nhạt. Nhưng đối với người này, hắn có sức thu hút kỳ lạ quá thật ra thì chính đức cũng không biết mình có sức hấp dẫn thu hút đối với phái nữ như vậy thì nàng làm sao mà hiểu được chuyện này có thể lý giải như sau một sát thủ hại quá nhiều người người hắn thoát ra một sát khí đằng đằng khiến cho người chung quanh sợ hãi đức ca thì gần đàn bà quá nhiều nên hắn có dê khí nói một cách văn hoa là mị lực thu hút phái nữ đàn bà gặp hắn là dễ dàng bị chới với tâm hồn. Hà hà, có phải liên quan đến mấy thùng giấy trắng không? Thật ra hôm nay tôi đến đây cũng là muốn giải thích một chút. Ừ, bí thư, cô có nghĩ là số tiền 100 tỷ đủ để khơi lòng tham của người ta hay không? Nhất là các tổ chức bang phái trong xã hội. Nói tiếp đi, tôi lắng nghe anh. Như vậy, cô cũng đồng ý với cái nhìn của tôi mà, phải không? Bởi vậy, tôi mới để phòng. Thay vì để tiền, thì tôi để giấy mục đích là lừa rắn chuột xuất động một mẻ hốt chọn làm như vậy những nhóm khác nếu còn muốn dòm ngó chắc chắn là kiêng kỵ và suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần cô có đồng ý không cũng có chút đạo lý nhưng cô muốn hỏi số tiền thật ở đâu à hà hà trong vòng vài tiếng nữa tôi ra sân bay đón là kiện hàng bình thường thôi đức nhìn đồng hồ mỉm cười vài tiếng nữa hắn sẽ đón phương anh và thục linh anh không sợ tôi tiết lộ thông tin à không sợ chút nào, tôi nhìn người chuẩn lắm mà. Bí thư Thái Điệp, ngũ quan đoan chính, sắc nước hương trời, là một tuyệt đại mỹ nhân đó, nhất định không làm cái chuyện này. Đức ca, bệnh cũ tái phát, mở miệng nịnh đầm. Chờ chán, mặt Thái Điệp đỏ rực lên, mắng, nhưng mà trong lòng thì thích thú. Phụ nữ ai lại không thích được khen mình đẹp. Cảm tình vì vậy đối với hắn cao thêm một tầng nữa. Không phải là chờ chán đâu, mà là thật thà. Có sao nói vậy thôi Nếu bí thư là chị Doãn Mà tôi nói là cô hàng Nga Thì mới là trơ chán chứ Hì hì Đức ca mỉm cười Chuyện của hai người kia Thái Điệp muốn ám chỉ tên Tuấn Hưng và Quốc Hiệp Nhưng mà ngập ngừng Bí thư lệ không muốn chuyện xấu tràn ra ngoài Theo nguyên tắc Tốt khoe xấu che Nàng không biết phải mở lời như thế nào Điệp bí thư Đây là chuyện của mọi người ở đây Chúng tôi đến đây là phụ giúp đồng bào những chuyện khác, chúng tôi không quan tâm. Nhưng chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đức nghiêm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng. Hắn nắm đầy đủ bằng chứng nhưng mà không truy tố. Đến địa hạt của người ta là không nên làm thẳng tay. Nhưng nếu có lần sau, hắn sẽ không nể mặt đâu. Cảm ơn anh, chúng tôi biết phải làm thế nào rồi. Thái Điệp mỉm cười, chút được gánh nặng, coi như không phụ lòng của lệ bí thư. Ngày lúc này, có tiếng gõ cửa hải lan bước vào với bó hoa hồng trên tay bí thư đây là của phó chủ tịch viêm gửi đến cô chúc cô sinh nhật vui vẻ hải lan mỉm cười nhìn thái điệp với ánh mắt hâm mộ khi có người tặng một bó hoa hồng trong ngày sinh nhật em thích thì giữ lấy đi thái điệp phất tay nét mặt ra vẻ chán ghét dạ bí thư hải lan sửng sốt một vài giây sau đó hí hửng ôm bó hoa hồng quay người bước đi khoan đã hì hì cho tôi một bông đức nhanh chóng ngắt một bông hồng trong bó hoa hồng trước ánh mắt nhìn tò mò của hải lan hắn đưa tới trước mặt của thái điệp hi hi bí thư sinh nhật vui vẻ trẻ mãi không già ngày nào cũng đẹp như hôm nay hải lan cúi mặt hai vai run run rõ ràng đang cố nhịn cười thái điệp thì mặt đỏ ửng trợn mắt muốn đá cho tên này một cái hình tượng bí thư của nàng đã bị hắn hủy hoại hết rồi ha ha đã tới giờ ra sân bay đón người rồi bí thư Hẹn gặp lại, hắn để đóa hoa hồng trên bàn, quay lưng bước đi. Hải Lan cũng theo bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, được chừng vài bước, hắn nhanh chóng quay trở vào. Chuyện gì? Nét mặt vẫn còn nhuộm màu hồng. Thái Điệp sẵn giọng hỏi. Không biết Điệp Bí Thư có nể mặt không? Hì hì. Chiều nay chúng ta cùng nhau điên cơm nhé. Coi như chúc mừng sinh nhật cho cô. Luôn tiện thì chúng ta cùng bàn thảo một chút. Chuyện cứu trợ bắt đầu từ đâu? Ăn cơm mừng sinh nhật thì không cần. Bàn chuyện cứu trợ thì được Thái Điệp lạnh lùng nói Hà hà sao cũng được Ừ tấm danh thiếp cô đưa Xin lỗi nhé tôi làm mất rồi Hào hà hà đây rồi Chợt thấy trên bàn làm việc của nàng Có một sấp danh thiếp hắn lấy một tấm Anh anh cút ngay Hà hà được được Tôi đặt bàn tối nay tôi gọi cô nhớ hà Công tác rất là quan trọng hẹn gặp lại Thái Điệp căm tức Nhìn hắn nhanh ngang bước đi Hắn vừa khuất ra ngoài cửa, nhát mặt nàng, thoáng có nét cười, cầm đóa hoa hồng trên bàn đưa lên mũi người. Đáng ghét thế. Ngày mai, mọi việc cứu trợ bắt đầu sẽ trở nên vô cùng bận rộn. Không biết hẹn nhau rồi hồi nào mà sáng nay Hồng Phượng, Vương Linh dì út và thêm một vài người nữa được đám mỹ nữ của miền Trung này dẫn đi dạo phố cho biết thành phố. Thúy Ái dĩ nhiên là không khỏe rồi. Đêm qua Đức Tổng vui dập nàng hai phát liên tiếp nên đi đứng không tiện đâu. Nằm lì trong phòng để dưỡng sức chỉ còn Hương ở lại khách sạn Nàng đang chờ hắn Chuyện dạo phố Hương không hứng thú Nàng chỉ hứng thú lúc ở chung với hắn thôi Với tấm thẻ chìa khóa Hương đưa Đức mở cửa phòng Nàng không một tiếng động Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy Không nói không rằng Hắn lặng lẽ chút bỏ quần áo Rồi vào tắm uyên ương Chị Hương sự kiện đang tắm Thấy bóng người bước tới mới giật mình Định mở miệng la Đồ quỷ Làm người ta hết hồn hương mắng nàng đang đứng tắm ở vòi sen thấy hắn bước vào sừng sững đồ sộ cái gì mà hết hồn chứ không tôi thì ai hì hì hắn vừa nói vừa bước vào bồn tắm anh triều ra sao rồi đức hỏi chồng nàng cho có lệ thôi không hiểu cứ khi làm với vợ người ta lại nhắc đến chồng người ta chứ làm hắn vô cùng kích thích tối hôm qua lúc đang ở với mẹ vợ ngọc trinh tuấn anh gọi điện đã cho hắn cảm giác mới mẻ đừng nhắc có được không kỳ quá hương lường ngồi xuống thật ra thì chuyện quan trọng muốn nói nhưng nàng chưa biết phải mở lời như thế nào chỉ sợ hắn ngại thôi nàng đã có bầu rồi chiều mất đi khả năng đàn ông không phải là người ngốc đâu dĩ nhiên là chiều biết tác giả là ai rồi vấn đề là khi nàng mở miệng muốn lì dị chiều lại không muốn chồng nàng muốn duy trì trạng thái hiện giờ muốn có một gia đình bình thường mặc dù con là của thằng khác Hương không biết, khi Đức biết chuyện phức tạp này, hắn sẽ nghĩ gì. Đức thì nào có biết gì đâu, cứ liên tục liên tục vùi hoa dập liễu, hết các kiểu con đà điểu. Tại Đà Nẵng cũng như ở miền Tây, Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nhưng có phần quy mô hơn nhiều, mỗi năm số lượng du khách đổ về đây cũng nhiều hơn ở miền Tây. Vì Đà Nẵng có bãi biển Mỹ Khê, có phố cổ Hội An, có núi Ngũ Hành, bán đảo Sơn Trà và còn nhiều khác nữa. Song song với sự phát triển kinh tế, thì Đà Nẵng cũng là nơi long xà hỗn tạp, dân anh chị giang hồ tứ xứ tập trung về đây cũng nhiều lắm, tụ tập thành từng nhóm nhỏ một, lớn có, chiếm lĩnh từng khu vực làm ăn đủ loại như là gái gọi sòng bài, các tụ điểm ăn chơi, dĩ nhiên là dưới sự bảo kê của xe khu vực. Ở miền đất này, người dân có thể không biết bí thư thành ủy là ai, nhưng nhất định phải biết chi hiền là ai tên là hiền nhưng người không chút hiền nào trái lại là một người tàn độc đầy máu lạnh nghe đồn chị hiền đã từng dùng cưa máy cưa lìa cái kẻ thù không hề nhăn mặt các quán karaoke các quán massage các động trá hình đều là các mối làm ăn nhỏ của nhóm băng đảng do chị hiền làm thủ lĩnh tức là đại tỷ đầu rồng nhóm của chị hiền khoảng trăm thằng đều là dân tứ xứ tụ về thành tích vang dội không hấp diêm cũng là hại người. Hiện nay, nghiệp vụ chính của nhóm là sản xuất bột trắng để phân phối cho cả nước. Riêng việc này thôi đã đem lại lợi nhuận cách xù, nuôi sống đám đàn em ngày càng đông đảo. Dần dần thì ở thành phố này có câu, thà gặp Diêm Vương, đừng gặp chị Hiền. Bởi vì gặp Diêm Vương có thể chết êm đềm, còn gặp chị Hiền là một cái chết tàn khốc ghê rợn. Vì vậy, giữa mùa hè nắng cháy, người dân thành phố này chỉ cần nghe tên chị Hiền liền run cầm cập, xoắn đáy ỉa ra quần là chuyện bình thường. Nói về nhan sắc một chút, chị Hiền năm nay sấp xỉ 50 tuổi, dáng người tròn trịa, nhan sắc thì trung bình, không tệ cũng không nổi bật. Nhưng ở cái tuổi sấp xỉ 50 thì như vậy cũng là khá lắm rồi. Vì ở tuổi này cũng như mọi người đàn bà khác, Hiền đại tỷ cũng có nhu cầu mà. Đại tỷ đầu dòng mà, chỉ cần chỉ tay một cái, thằng đàn em nào cũng phải lên giường cho đại tỷ hưởng thụ. Hiền đại tỷ có sở thích quái đảm, thường hay hành hạ cùng đám đàn em. Đàn ông nhất long tam tứ phụng thì chị nhất định cũng phải nhất phụng tam tứ long, thậm chí là ngũ long. Sau vài cơn bão hôm nay, trời lại đẹp, nắng lại chan hòa, gió thổi hưu hưu. Trong căn biệt thự trắng lệ hướng ra mặt biển trên bán đảo Sơn Trà, mọi người ai cũng hiền đại tỷ thì đang không mảnh vài che đậy nằm phơi nắng bên cạnh hồ bơi. Gần đó, đám đàn em thân tín cũng không thằng nào có mảnh vải cả. Vài thằng thì dưới hồ bơi, giam ba thằng đang ngồi bên chị. Bởi vì đại tỷ là tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa không mặc quần áo và vô cùng là dê chúa. Cái kia của chị Hiền không thấy có cái gì cả. Không phải là chị không có dâu ngô, mà là dâu ngô đã được cạo hết rồi. Như bọn đàn ông cắt tóc vậy, cạo dâu vậy thì chị cũng vậy thôi lại có người vệ sinh sạch sẽ cho chị hai mắt chị đại tỷ nhắm nghiền hai tay có heo phun chị đang nghe nhạc hưởng thụ cuộc đời xa xỉ Ngày lúc này một gã đàn em hấp tấp chạy vào nét mặt gã vô cùng kinh hãi gã đến gần là hữu một đàn em thân tín của đại tỷ hiền nói nhỏ không biết gã nói gì nhưng sắc mặt hữu biến sắc hét lên mày nghe ai nói hắn hét lên nên ai cũng có thể nghe được Hữu ca la to như vậy Chắc là có chuyện lớn xảy ra Gã đàn em đang phục vụ cho đại tỷ Đại tỷ cũng giật mình cao mày Thằng Hữu mày điên à Có chuyện gì Đại tỷ anh Hoàng anh Hoàng Hữu lắp bắp Mày càng lúc càng nói chuyện giống đàn bà Có tin tao cho người thiến mày không Chị Hiền quát lớn Đại tỷ anh Hoàng chết rồi Hữu vội vàng đáp Tin này quá kinh khủng Hắn không biết đại tỷ sẽ phản ứng ra sao nhưng chắc chắn sẽ rất là kinh thiên động địa. Anh Hoàng là người em duy nhất của đại tỷ. Im lặng, một sự im lặng đáng sợ, báo hiệu cuồng phong sắp tới, bão tố sắp xảy ra. Mày nghe ai nói, chuyện xảy ra khi nào? Hiền đại tỷ lạnh lùng hỏi, từng múi cơ trên mặt co giật một cách đáng sợ. Chứng tỏ trong lòng hiền đại tỷ đang vô cùng phẫn nộ. Anh Hoàng bị chết trong căn biệt thự của thằng Hưng. Lúc đó thằng Hưng cũng có mặt Nghe nói là bị bắn Nhưng ai bắn thì không rõ Hắn cắn răng đáp Vậy mày nghe ai nói Hiền đại tỷ gầm lên Đại tỷ Chuyện này ở ngoài miền trung Ai cũng biết hết Em có thằng bạn Khi nãy gọi điện nói em biết Nó nói là Nó nói là anh Hoàng Bị một phát ngay chán Còn người của mình Thì theo anh Hoàng Cũng đều bị bắt hết rồi Gã đàn em chạy đến báo tin cúi đầu đáp Dầm là ai làm Mẹ nó chứ Tao giết cả nhà nó thằng hữu thằng danh tập hợp người theo tao đi ra ngoài đó một chuyến hiền đại tỷ hai mắt đỏ ngầu lật tung cái bàn bia rượu trái cây trên bàn văng tung tóe cơn thịnh nộ đạt đến cực hạn dạ đại tỷ bọn đàn em hăng hái vội vã lăng xăng đi lấy đồ nghề vũ khí có dao có phần lớn là mã tấu của thái lan như thường lệ tụi nó sẵn sàng trong lòng sôi sục căm thủ thề sẽ chặt thủ phạm và cả nhà nó ra làm một trăm khúc Cùng thời gian đó, tại sân bay Vinh, chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đáp xuống sân bay của thành phố lúc 1 giờ 20 phút chiều. Tuấn Hào, Đường cùng hưởng tắc kè và ba thằng đàn em phụ trách việc đón và vận chuyển lô hàng này đến ngôi biệt thự mà bọn thu tâm mướn tạm. Từ đó sẽ được phân phát theo con số cần dùng mỗi ngày. Không một ai biết được kiện hàng tầm thường là 50 tỷ đồng tiền mặt hôm nay là Phương Anh và Thục Linh. Ngày mai còn một chuyến nữa sẽ do ba chị em mỹ chi áp tải cho đến bây giờ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo công tác cứu trợ ngày mai có thể bắt đầu được rồi hai em khỏe chứ đức hôn phương anh nhìn nàng âu yếm hỏi hôn phương anh trước mặt mọi người cái này coi như là chính thức nói phương anh là người phụ nữ của hắn ừ phương anh hạnh phúc hai mắt long lanh gật đầu thục linh nghe hắn gọi mình là em một cách bất ngờ mới sửng sốt một thoáng cúi mặt làm bộ như không nghe thấy hai má hỏng lên lén nhìn phương anh với ánh mắt hâm mộ này chị nan xin nói anh coi cái này cho rõ càng sớm càng tốt coi xong rồi họp bàn kế hoạch vừa ngồi vào xe phương anh đưa đức một tập hồ sơ gì vậy đức mở tập hồ sơ nhìn thoáng một chút ngạc nhiên trong hồ sơ có bốn bức hình trong đó có một người bị kim chi hạ sát đêm qua ba người còn lại hai người đàn ông và một người đàn bà tất cả đều là dân anh chị đau to búa lớn nhất là cái gì mà hiền đại tỷ nan xin nói rất có khả năng con mụ này sẽ tìm đến mình muốn trả thù á à, tới đây bố trợ trước mặt nguyên tứ trụ triều đình lý hoàng trương đức ngồi ngay ngắn rất quy củ lưng thẳng tắp chỉ ngồi nửa thôi hai tay gác lên hai đầu gối kiểu ngồi tiêu chuẩn của đám cán bộ mỗi lần đến gặp lãnh đạo để báo cáo công tác mà nét mặt thì bình thản không tỏ ra một chút căng thẳng hồi hộp bên trái. Lệ Bí Thư đang âm thầm quan sát. Hôm nay, hắn tới chào hỏi Lý Hoàng Trương, tình cờ gặp Lệ Bí Thư nơi này. Thật ra thì không phải là tình cờ. Lệ Bí Thư biết hắn hôm nay sẽ tới thăm cụ lãnh đạo, nên bà cũng có ý đến đây. Mục đích là để báo cáo với Lý Hoàng Trương, xem ý ông xử lý Lý Quốc Hiệp như thế nào. Tuy nói rằng tốt khoe xấu che, nhưng bên trong nội bộ cũng phải nghiêm túc xử lý mới được. Ngọc Lệ nghe Thái Điệp báo cáo lại sau cuộc gặp gỡ sáng nay với đức bà vô cùng thưởng thức với cách xử lý của hắn đây mới là người làm nên đại sự lệ bí thư quan sát hắn lý hoàng trương cũng quan sát hắn nét mặt vô cùng nghiêm nghị ông đã nghe lệ bí thư tưởng thuật lại nếu quả thật mọi việc đều do hắn chủ tính thì thật là không thể tưởng tượng được cậu thật là oai phong nhỉ vừa đến nơi đã bắn người ta lung tung rồi dạ bẩm ông cháu chỉ làm việc cần phải làm nên không đắn đo nhiều ạ à? không sợ hãi trước vẻ không hài lòng của lý hoàng trương đức từ tốn đáp không đắn đo là một mạng người đấy cậu còn nói không đắn đo dạ phải nếu thêm một lần nữa cháu cũng sẽ làm như vậy ạ à? đức lấy tập hồ sơ mà phương anh đưa cho để lên bàn để về phía trước mặt lý hoàng trương bí thư lệ nhìn tập hồ sơ với ánh mắt hiếu kỳ lý hoàng trương cầm tập hồ sơ liếc nhìn định đọc sơ qua nhưng vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng cuối cùng đưa cho lệ bí thư chị tự xem đi lệ bí thư tiếp hồ sơ chăm chú đọc bà hít một luồng khí lạnh trong tập hồ sơ có bốn người ba người đàn ông và một người đàn bà bà không quen biết họ nhưng trực giác cho bà biết người tên hoàng trong tập hồ sơ này là người bị hạ sát đêm qua vấn đề là dựa theo chiến tích lẫy lừng của bọn người này chết là còn quá nhẹ đấy sao có thể giao du với hai người của ủy ban nhân dân chính quyền Quá hủ bại rồi Lý Hoàng Trương nóng giận Lão lãnh đạo tôi làm ông thất vọng rồi Lệ Bí Thư đứng ra nhận trách nhiệm Chuyện này không trách chị được Lý Hoàng Trương lắc đầu thở dài Chuyện của Lý Quốc Hiệp Nếu Lệ Bí Thư gánh trách nhiệm Còn ông thì sao Chính ông đã cân nhắc hắn mà Đức ngồi yên Chuyện hai tên Hưng Hiệp Không phải là vấn đề hắn quan tâm Cũng là câu Đèn nhà ai đấy dạng hắn từ xa đến đây, không phải là chõ mồm xen vào nội bộ của người ta. Nói người này xấu, người kia không tốt, nên trừng phạt thế nào? Mục đích hắn là xúc tiến việc phân phát đồ cứu trợ thôi. Nhưng xem ra bây giờ có chút phiền phức rồi. nan xin nói người đàn bà kia sẽ không để yên. Hắn có đủ lực lượng, bọn thu tâm, có đủ đồ chơi. Bọn người kia đến chỉ là nộp mạng mà thôi. Vấn đề là sẽ gây không ít náo nhiệt. Người đàn bà trong hình là đại tỷ đầu dòng. Đức nói bằng cua Ý của cháu là Lệ Bí Thư là đàn bà Không bén nhạy trong chuyện này Nhưng Lý Hoàng Trương là lão làng rồi Ông nhìn ra Đức muốn nói gì Thưa ông Rất có thể bọn người này sẽ tìm đến đây Chừng đó sẽ có không ít náo nhiệt Là điều không thể tránh khỏi Vậy cậu có toan tính gì Hay là báo xe Nhờ họ hỗ trợ Chuyện này là cháu suy đoán thôi Cũng không chắc lắm đâu Nhờ xe hỗ trợ cũng tốt Nhưng chỉ sợ bứt dây động rừng thôi nếu họ không tới thì thôi Nếu họ mà tới thì tóm chọn ổ Đó là ý nghĩ của cháu Hay lắm, nói như vậy Có nghĩa là cậu đã có kế hoạch rồi phải không Cứ thẳng tay mà làm Lý Hoàng Trương vỗ bàn ủng hộ Tuy đã cao tuổi Nhưng đã từng là quân nhân Dù sao, hùng trắng tâm trí vẫn còn Lệ Bí Thư từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Lần đầu tiên bà thấy lão lãnh đạo có vẻ thưởng thức người trẻ tuổi như vậy Rõ ràng coi hắn là nhân tài nếu đúng như bạn nghĩ, tương lai hắn sẽ vô cùng sáng lạng. Nhưng mà thưa ông, ấy, sao lẻ mè vậy? Có gì cứ nói ra, nhưng nhị cái gì? Lý Hoàng Trương mới vung tay. Trong việc này, cháu sẽ không đắn đo đâu đấy, ông sẽ không trách phạt chứ. Ngược lại, lần này mi là đắn đo đó, ta sẽ nói ra kỳ trị tội mi biết chưa? Lý Hoàng Trương nghiêm nghị nói, nếu tiêu diệt được bọn cặn bã này, sẽ là công lớn với xã hội. Đắn đo nhân từ sao được chứ? Câu này là của ông nha, hì hì, thì dễ hơn nhiều rồi. Cháu cảm ơn ông trước. Đức nghiêm túc ngoài miệng ra vẻ sợ sệt, nhưng mà trong bụng khoái chí cho ra kỳ chỉ tội mình nhá. Đùa à, tôi đấy chỉ tội cô ta một trận là nuỗn ra rồi. Hai người kia, chị cứ thẳng tay mà làm. Lý Hoàng Trương nhìn lệ bí thư nghiêm túc nói. Dạ, lao lãnh đạo. Bí thư Thái Thị Điệp hôm nay làm việc không được tập trung lắm. Thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ thôi hồi hộp đã gần đến giờ tan tầm rồi nàng đang chờ hắn gọi để thảo luận làm sao tiến hành cho ngày mai bất giác nét mặt nàng đỏ lên thảo luận cái gì chứ mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi vậy mà mình cứ chờ ngày lúc này điện thoại trên bàn vang lên alo tôi là thái điệp hello thái điệp viêm đây happy birthday anh đã đặt bàn sẵn rồi chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật nhé xin lỗi nha chủ tịch viêm hôm nay tôi không được khỏe lắm đâu muốn về nhà nghỉ sớm khi khác nói chuyện sau điệp bí thư nói xong cúp máy nàng đang mất hứng trong lòng oán giận vu vơ vùng vằng lấy tay sách mở cửa bước ra ngoài một khuôn mặt đáng ghét đang nhăn nhở cười anh làm gì ở đây đã tới giờ tan tầm rồi mọi người đã về hết rồi anh không thấy sao bí thư điệp hung hăng phê bình hì hì đã nói trước rồi mà tan tầm tôi mời bí thư điệp đi ăn cơm bàn chút chuyện cũng là chúc mừng sinh nhật lệ bí thư này cô hứa rồi sao quên hả như vậy là không đúng rồi là lãnh đạo lời nói phải nhất ngôn kiểu đính tôi đã hứa hồi nào nhưng cô đâu có từ chối chứ vậy có nghĩa là coi như hứa rồi gì hì hì bí thư mời hắn khung người làm ra vẻ quý tộc đưa tay mời mệnh phụ phu nhân lưu manh cảm ơn quá khen hì hì anh thật là bí thư thái điệp bỗng dưng biến thành cô gái nhỏ miệng bật cười như hoa nở thái điệp cố chấn tĩnh đi bên cạnh hắn nàng đã từng đi dùng cơm với đồng nghiệp với đồng cấp ở những nhà hàng sang trọng nhưng nơi này là Sakiba, là nơi hẹn hò mà sao hắn lại dẫn nàng đến đây chứ thầy kệ đi miễn sao không phải hẹn hò là được ai muốn nghĩ sao kệ họ hắn gọi hai ly cốc tai một dài bầu cho mình và cho chị điệp ly kokada bí thư điệp sinh nhật vui vẻ nhé trẻ mãi không già đức nâng ly mỉm cười câu này hôm nay đã nghe anh nói mấy lần rồi có câu nào mới hơn không điệp bí thư rắn mắt cười trêu hãy gửi nhẹ có chúc cô năm nào cũng có ngày này thêm 70 năm nữa không thay đổi hì hì anh thật là lẻo mép nhưng mà cảm ơn nhé hai người cùng ly việc cứu trợ ngày mai hai người im lặng một lúc Điệp không biết nói gì Cuối cùng mới mở lời Ấy, hôm nay là sinh nhật cô Không bàn công chuyện Nói chuyện về cô đi Chuyện vui chuyện buồn Chuyện gì cũng được mà Ước mơ hoài báo Dĩ nhiên là nếu cô không ngại Anh thật muốn nghe chứ tại sao Nói thật nha Tuy bề ngoài không có gì Nhưng tôi thấy trong đôi mắt cô lúc nào cũng có chút buồn đó Hì hì Chỉ là đoán thôi Dựa trên câu nói Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà Tôi thật muốn biết suy đoán của mình có đúng không? Không biết người khác thế nào? Cuộc đời tôi không có gì vui cả. Buồn thì nhiều hơn. Lúc 17 tuổi, tôi chỉ mơ làm ca sĩ, nhưng bây giờ là bí thư. Thái điệp buồn xa xăm. Cô ca hát chắc là hay lắm vì vậy, có mộng làm ca sĩ hả? Không phải đâu. Lúc đó tôi thấy ca sĩ, ai cũng ăn mặc đẹp nên thích vậy thôi. Vậy sao cô lại chọn con đường chính trị? Cũng tốt mà. Bây giờ là bí thư rồi, nhiều người thèm muốn. Nói đến chuyện này có liên quan đến gia kỳ của anh đấy. Đức mới trợn mắt ngạc nhiên. Sao ly kỳ vậy? Ngạc nhiên phải không? Chuyện cũng khá dài mà. Ừ, ba tôi là Lý Công Lượng, anh biết chứ. Chủ tịch tỉnh Lý Công Lượng, có nghe tên nhưng mà chưa có dịp gặp, không ngờ lại là bác trai. Ừ, lúc tôi được 24, mẹ tôi mất. Ba tôi lúc đó là trưởng phòng. Cùng năm đó, tôi được gả cho Lý Quốc Hiệp. Thái Điệp bình thản kể Cái gì? Lý Lý Quốc Hiệp hả? Là chồng cô? Đức sửng sốt Đúng là hoa lại cắm bãi cứt trâu mà Chuyện ly kỳ ha Còn mẹ nó chứ Cái thằng này lẽ ra phải đi tù Anh không biết cũng không có lạ gì đâu Hiện giờ chỉ là trên danh nghĩa thôi Hắn và tôi nhà ai nấy ở Thái Điệp không vui nói Ào? vậy mới phải chứ Nghe hết hồn Chuyện gì, có gì không ổn sao Không, không có gì không ổn, hì hì, nói tiếp đi. Không muốn nói nữa đâu. Hay là anh nói về anh đi. Nói về tôi á, khoan đã. Cô thích nghe loại nhạc nào? Ý tôi là nhạc của Lam Phương đấy. Phạm Duy hay Ngô Thụy Miên, hoặc Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Đức bỗng nhiên nổi hứng. Ngô Thụy Miên, tôi thích nhạc của ông ta. Vậy được, chờ chút. Hắn nói xong, rời ghế đứng lên, đi về hướng quầy tiếp tân. Không biết hắn nói gì với người quản lý, chỉ thấy chị ta nhìn về hướng nàng rồi gật đầu cười chạy đi đâu một lúc rồi trở lại với cây đàn guitar đưa cho hắn thái điệp mới sửng sốt tên này muốn dở trò gì đây ha ha quý vị hôm nay là sinh nhật của người bạn tôi xin phép được hát tặng cô ấy một bài ai lại không thích nghe nhạc thay vì nghe nhạc phát ra từ đàn máy bây giờ thấy có người cầm đàn guitar muốn hát cho dù là tặng ai cũng được mình nghe ké cũng tốt mà vì vậy khi hắn vừa nói xong một chàng vỗ tay như sấm để cổ vũ có thể nói đây là đặc tính cởi mở của người việt cảm ơn ừ thái điệp xin lỗi tôi hát bài nỗi đau muộn màng của ngô thụy miên tiếng hát thay quà riêng tặng ngày sinh nhật cô đó bàn tay điêu luyện của hắn bắt đầu dạo đàn cất tiếng hát cả một vùng không gian im lặng không một tiếng xì xào ai cũng chăm chú thưởng thức hai mắt thái điệp ươn ướt. Đêm này là đêm nàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời. Bít bít bít, tiếng vỗ tay vang dội. Oh my god, I fall in love. Trung canh bản cách đó khoảng chục thước, một đám mỹ nữ đang chăm chú say mê nghe. Tiếng hát vừa dứt, một mỹ nữ đứng lên vỗ tay, nét mặt kích động, không ngại ngùng hét. Cảm ơn, cảm ơn. Hướng về phía mỹ nữ đang nhiệt tình vỗ tay. Đức gật đầu cảm ơn nhận ra gương mặt tuyệt đẹp đang nhìn hắn tươi cười là bác sĩ ngọc lan nàng đang bước về hướng này hai cô bạn cùng bàn thấy biến chuyển lạ cũng bám sát theo sau hì hì ngọc lan là cô hả sao đúng lúc vậy đúng hả hì hì hello thái điệp happy birthday ngọc lan mỉm cười chào thái điệp mắt liếc nhìn đức hôm sinh nhật nàng hắn đàn dương cầm bây giờ là guitar đàn nào cũng vượt trội những hát làm đám bạn nàng mê mẩn Hèn chi mà ra kỳ Nghĩ tới đây thôi liếc trộm nhìn Thái Điệp Cảm ơn hì hì Nay gặp Lan mới nhớ Lần trước bữa sinh nhật của Lan Mình bận không tới được Hì hì không sao Năm tới nhất định phải đến đấy Ngọc Lan pha trò Ngọc Lan giới thiệu đi Một trong ba mỹ nữ đi theo Ngọc Lan nhìn Đức Cười thúc giục nàng giới thiệu Hồ xin lỗi nhé Mãi lo nói chuyện Đây là Trần Đức Chị Thái Điệp bọn my biết rồi trần đức chị điệp đây là đồng nghiệp của mình bác sĩ minh tuyết thành loan kim ngân hello anh bạn anh hát thật hay đó minh tuyết đưa tay thành loan kim ngân cũng lần lượt bắt tay đức thân thiện ánh mắt nhí nhảnh câu dẫn hì hì cảm ơn nhé chỉ biết vài bản ruột thôi mà không nhiều đâu hay là mời các vị ngồi xuống đức lịch sự mời thôi để khi khác đi tụi này còn đám bạn đang ngồi bên kia ngọc lan khéo léo từ chối vậy bữa khác gặp lại vậy đức gật đầu mỉm cười không phải là hôm khác mà là ngày mai đi ngọc lan mới nhướng mày đúng đúng ha ngày mai gặp lại bí thư điệp là bạn gái của anh hả vừa trở lại bàn Mình tuyết dù gì bên tay ngọc lan tao cũng không biết đâu nhưng cũng không phải đâu ngọc lan định nói bạn gái hắn là gia kỳ nhưng giữ im lặng thỉnh thoảng liếc trộm về bàn bên kia ngày mai trong hai tuần làm việc với hắn sẽ có cơ hội mà. Lẽ nào mình thua kém gia kỷ chứ? Ngọc Lan tin tưởng. Cảm ơn anh. Đêm nay thật vui, ngủ ngon nhé. Hắn đưa nàng về trước khu chung cư nhà nàng. Thái Điệp mới cảm thấy đêm nay thời gian trôi quá mau. Cô thấy vui thì được rồi. Cũng có câu nói đó, hy vọng ngày này mỗi năm cô cũng sẽ được vui. Hy vọng nhanh nói hỉ hỉ. Thái Điệp nói xong quay lưng bước đi. Chắc rồi, ngày này năm tới, tôi sẽ có mặt ở đây cùng cô chúc mừng sinh nhật nếu cô thích đức nói với theo nàng run lên rảo bước nhanh lên sợ nếu chần chờ sẽ không tự chủ được đôi giày cao gót lại làm nàng té ngã nàng nhanh chóng đứng lên nhưng mà không vững bất thình lình có ai đỡ lấy không sao chứ không không sao nàng bước đi một bước lại lảo đảo chặt chân rồi còn nói không sao chứ tôi đưa cô lên nhà nhé hắn cạnh nàng hai người từ từ bước đi bí thư thái điệp giờ này như con chim nhỏ nép vào người hắn cánh tay hắn rắn chắc tim nàng đập loạn nhịp lúng túng hồi hộp lấy chuồng chìa khóa mở cửa loay hoay mãi không rút được chìa khóa vào ổ khóa còn rơi xuống để tôi đức cúi lượm chuồng chìa khóa mở cửa hai người vào nhà bên trong khá mở nàng đưa tay bật công tác đèn, đến ngồi đi Đức dìu nàng đến ngồi trên sofa Lấy chiếc giày nàng ra Cầm bàn chân nàng lên quan sát Hình như bị sưng rồi Có giàu không Ừ trong toilet Thái Điệp dậm người đứng lên Nhưng hắn ấn vai nàng ngồi xuống Để tôi đừng có cử động Hắn bước vào toilet gần đó Vừa mới bước vào Thì oh mai gót Bộ nội y màu hồng phơi vắt vẻo Bên ngoài sắc mặt bí thư Thái Điệp Bỗng đại biến đỏ sực Nhưng đã trễ rồi ái Điệp xấu hổ Hắn trở ra tỉnh bơ như không có gì Ngồi xuống Đặt chân nàng lên Thoa dầu bóp chân nàng Đau không? Không, không đau Chỉ nói vậy thôi Nước mắt tuôn trào Có người ta đã từng tốt với nàng Nhưng nàng biết họ muốn lợi dụng nàng Để trèo lên đỉnh cao Hắn thì khác Đã có gia kỳ rồi Nhưng nàng rõ ràng Không tự chủ được Nàng có cảm giác với hắn Chuyện gì? Sao lại khóc chứ? Hắn không nói gì còn đỡ Hắn vừa dứt lời Nàng khóc giống lên Rụi mặt vào người hắn Ok Vậy khóc cho đã đi Hắn ôm Vỗ về nàng Sao Sao lại tốt với em như vậy Thái điệp sụt sùi Cuộc đời nàng Chỉ là sự hy sinh và lợi dụng thôi Lúc thời con gái chưa từng biết yêu Đùng một cái lấy chồng Ngoài ý muốn Để gia đình có được sự vinh quang Người chồng của nàng là cả một sự xấu hổ và đau thương. Ngày nay, tuy là bí thư, địa vị vững vàng, nhưng trong thầm tâm, dù sao, vẫn có phần thống hận. Vậy là tốt sao? Ừ, anh cũng không biết đâu. Hắn nâng gương mặt nàng lên, hôn lên mắt. Nàng liêm diêm đón nhận, rồi môi nàng và môi hắn khóa lại. Ừ, thái điệp vụng về đáp trả. Đây là nụ hôn đầu đời, bởi vì nàng chưa bao giờ để quốc hiệp hôn Nàng kinh tẩm, vì hắn hôi miệng. Hai người cứ thế, hôn nhau một hồi lâu. Nghỉ sớm đi, anh về đây. Đức buông nàng ra, thánh thiện nói. Ừ, mai gặp nhé. Thái Điệp hàm hồ đáp, trong lòng mất mát. Hắn bước ra cửa, nàng khập khiễng bước theo sau. Cả hai không nói lời nào. Bất ngờ hắn quay lại. Rồi cả hai không rời nhau. Ở lại với em có được không? Thái Điệp nói qua hơi thở có đuổi cũng không về đâu. Là tại em đó, rước xoáy vào nhà mà. Liền sau câu nói đó, một lần nữa, hai đôi môi lại chạm nhau. Đừng anh, giờ đó. Thái Điệp mới hoảng hốt, muốn ngăn chặn lại nhưng đã muộn rồi. Tiếng xét ái tình len lỏi vào tim, cho nên ngay giờ phút này đây, những dồn nén bấy lâu nay bùng nổ như thùng xăng gặp mồi nửa. Nàng mãnh liệt, nồng nhiệt đáp trả suốt đêm dài cứ thế không biết ma suy quỷ khiến thế nào hắn muốn sao nàng cũng làm theo ý hắn xã kỳ nhông huyện kỳ đà là nơi đầu tiên nhận hồ sơ cứu trợ và hôm nay là ngày đầu tiên chủ tịch diễm bí thư điệp đã có mặt từ sớm tỉnh ủy rất coi trọng lần cứu trợ này nhất là đã xảy ra chút chuyện phó chủ tịch lý quốc hiệp được an bài công tác quan trọng khác người thay hiệp là Phó Chủ tịch Hy, một người với gương mặt hiền từ khá lớn tuổi. Người này trước kia là nhà giáo. Đức rất hài lòng khi nhìn cách ông ta điều hành sắp xếp công việc, phân phối rất có ngăn nắp. Thời buổi này, người có khả năng như Phó Chủ tịch Hy không còn nhiều đâu. Vô dụng bất tài như là Lý Quốc Hiệp thì hằng hà xa số. Điệp Bí Thư, Chủ tịch Diễm, Chủ tịch Hy là người có tài đó. Đức buột miệng, chân thành khen. Hì hì, Thái điệp, chủ tịch diễm bật cười khiến Đức ngẩn to te, không biết mình nói sai cái gì. Cậu nói tiếng chung, nghe buồn cười thôi, không có gì đâu. Diễm cười khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn. Ha ha vậy sao? Mấy ngày nay, nghe giết rồi quen ý mà, khó nghe lắm chứ. Không phải, thế là lạ thôi. Thái điệp mặt ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nàng nhớ lại chuyện đêm qua, hắn dạy nàng, cái đó, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng dùng miệng ha ha vậy sao chuyện gì cũng có lần đầu mà giết rồi quen thôi mà hắn cười ha ha hi hi không biết vô tình hay cố ý mặt thái điệp đỏ như gấc lườm hôm qua lần đầu tiên nàng úi giời ôi hắn cũng nói câu này mà diễm hình như đánh hơi được sự bất thường của điệp bí thư liếc hắn nghĩ thầm giỏi thật đấy chẳng lẽ lại đớp rồi tuấn hào anh đương chị hương chuyện ở đây, giao cho các người. Tôi cùng Chủ tịch Diễm đi xã Kỳ Nam tham quan, chuẩn bị. Được, giao cho chúng tôi. Tuấn Hào đương nghiêm túc đáp. Đối với Tuấn Hào, chuyện này nếu hắn làm tốt, khi trở về, hắn tin tưởng sẽ có cơ hội để làm tránh văn phòng. Đối với đường, hắn muốn làm tốt công việc mà Đức Tổng giao phó để đền ơn chi ngộ. Chuyện khác hắn không nghĩ đến. Còn đối với chị Hương, hắn là người đàn ông quần nàng, là cha của đứa con trong bụng nàng. Chuyện của hắn là chuyện của nàng. Hương không nghĩ gì khác. Nhiệm vụ chúng ta là giám sát, đảm bảo người cần thì nhận được những thứ họ cần. Có chuyện gì khó khăn? Nói với cô Nhã Thi Nhã Phương, họ sẽ giúp các người giải quyết, phải không? Hắn nhìn Nhã Thi Nhã Phương, nháy mắt cười. Biết cả hai mỹ nữ này là con gái cưng của vị giám đốc sở xe tỉnh. Có hai nàng chấn trụ, ai muốn gây chuyện cũng phải nhìn trước nhìn sau kỹ càng như vậy Xem ra không có vấn đề gì lớn Bác gái dì út Lát nữa trở lại giữa các người Dì út dòm chừng hồng phượng một chút Hì hì lo cái gì chứ Tâm cười Còn hồng phượng thì hung hăng lườm Hắn làm như nàng là trẻ con đấy Cần phải trông chừng Ngọc Trinh mẹ vợ cũng lườm Không thoải mái khi hắn gọi nàng là bác gái Nhưng cũng phải chịu thôi Thúy ái không được khỏe Nên ở lại khách sạn đi Ừ Phương Linh nhờ cô giúp một tay vừa làm công việc của cô đêm qua lần đầu tiên của thúy ái mà hắn làm bốn cái thì bố thằng nào chịu được sáng nay đi đứng cái kiểu gì ừ được không thành vấn đề phương linh gật đầu bác sĩ ngọc lan trạm y tế khám bệnh của cô là do cô chỉ đạo nhé chuyện này tôi mù tịt đấy hì hì hôm khác mời cô ăn cơm lẽ ra thì không cần nhưng anh đã có tự ý nói ra thì không được rồi Ngọc Lan liếc, về phong tình vạn chủng, dí dỏm nói, ha ha, được được, sẽ mời. Phương Linh giận cành hông, mặt nàng sụ xuống, nghĩ bụng, anh cũng có nhờ tôi giúp đó mà, sao không thể anh mời cơm tôi vậy? Được được, từ từ tôi sẽ tính sổ với anh. Thái Điệp đã trở về thị ủy, chủ tịch Diễm cũng đang bận bịu bên đám người của Ngọc Lan, ra phó hết mọi chuyện, Đức nhìn đồng hồ, đã đến lúc mà đi gặp bọn thu tâm. Chủ tịch xã nhìn hắn lên xe Mặt đen như đít nổi Đây là địa bàn của lão Chuyện phân phát đồ cứu trợ Năm nào cũng là do lão chủ trì đại cuộc mà Lần này chỉ có thể trợn mắt Nhìn từng bộ phận nhận tiền Phân phát mà sốt cả ruột Thằng Lý Quốc Hiệp kia Không biết chết ở đâu rồi Chẳng lẽ tin đồn kia là thật Chắc là vậy rồi Nếu không sao Lại không thấy hắn Bỗng lão sáng mắt lên Phía xa xa Con gái lão đang cùng một thanh niên chuyện trò. Tuấn Hào đang chuyện trò với cái hằng con gái của Bân. Hắn thật sợ không có ý gì cả. Hằng thấy hắn khá đẹp trai, nên có ý chút tưởng, câu dẫn. Nói nào ngay, Hằng không tệ mà. Đã từng làm gái gọi ở Đà Nẵng, nên rất biết cách nói chuyện làm vui lòng người. Hiện giờ là gái một con trông mòn con mắt mờ. Tuấn Hào có Ngọc Huệ bên cạnh, chơi hoài cũng chán. Hôm bữa, việc tẩy trần thấy đám mỹ nữ như mây mà bị bó tay bó chân vì có Ngọc Huệ kè kè bên cạnh nên cảm thấy bị thiệt thòi bây giờ thì Ngọc Huệ đang bận công việc cứu trợ cùng mấy người khác rồi Hằng thì kẻ bên thỉnh thoảng gợi chuyện liếc mắt đưa tình nên Hào thiếu già có chút hứng thú với hoa thơm miền thôn dã đàn ông nào lại chẳng thích của lạ thích phiêu du thích hái hoa dại hằng lại biết cách đẩy đưa khiến cho tuấn hào càng lúc càng mê muội hằng sao làm phiền lãnh đạo vậy tiền bân mon men tới gần nghiêm túc phê bình con gái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Đại chính khí không không có phiền gì đâu bân chủ tịch ông đừng có hiểu lầm cô hằng hào nhanh chóng minh vực hằng được bân tâng bốc gọi là lãnh đạo cảm giác trong lòng có chút lâng lâng vậy à ừ vậy thì tốt rồi ừ tuy mới gặp nhưng coi như đã là thân rồi. Khi nào lãnh đạo có rảnh, ghé nhà, làm vài ly cho vui. Tôi bảo cái hằng làm vài món, bần gạ, lão liếc mắt nhìn con gái. Hay là tối nay đi, em làm vài món, mời anh tới chơi cho biết nhà, gần đây thôi mà anh. Hằng mới hiểu ý cha, hơn nữa, nàng thấy hào không phải là tầm thường. Cách ăn mặc của hắn đều là hàng hiệu cả, rất là đắt tiền. Nếu trải được thì còn gì bằng nữa. Thật không dám làm phiền à? Hào khách sáo. Ấy, phiền cái gì chứ? Cứ quyết định như vậy đi. Chiều tối ghé nhà tôi chơi nhé. Anh em mình làm vài ly. Bân chủ tịch tỏ ra thân thiết. Vậy, vậy được. Làm phiền cô hàng rồi. Trước sự nhiệt tình hiếu khách của hai cha con bân chủ tịch xã, Hào thiếu gia vui vẻ gật đầu. Đồng ý đến nhà làm khách. Phải thế chứ, hà hà. Bân cười khoái trá. Hằng thì mỉm cười. Hai cha con Mỗi người đang nghĩ cách làm sao khai thác cái tên này để mà trục lợi. Thôn Hoa Trung, xã Hoa Kỳ có căn biệt thự, thường có du khách tới mướn theo dạng BB. Thời buổi này, dịch cúm tàu hoành hành nên biệt thự cửa đóng then cài, đã mấy tháng rồi không có ma tây nào đến. Gần đây, trong biệt thự xuất hiện bốn người, nói đúng ra là bốn mỹ nữ. Người dân gần đó ít khi nào thấy họ ra ngoài. Cũng có ít người dân nói đã có dịp thấy Và thấy họ đẹp lắm Nhưng không giống du khách chút nào Chỉ đóng cửa ở lì trong phòng thôi Trước sân biệt thự Ngoài chiếc Honda Accord Còn có một chiếc xe tải bít thùng Vậy mới gọi lòng hiếu kỳ Của người dân gần đó u hay Chiếc xe tải bít thùng này để làm cái gì nhỉ Người trong thôn thì nghi ngờ Các cô gái này Nếu không là dân mở ám Thì cũng là gái gọi hạng sang Từ nơi khác đến để làm ăn trong mùa dịch này ế ẩm bèn báo cho trưởng thôn trưởng thôn thì cả kinh chuyện lớn rồi tức tốc báo cho xe à xã xe à xã nơi nào cũng vậy theo đường lối ăn cỗ đi trước lội nước theo sau chỗ nào có mùi nguy hiểm thì rất từ tốn chậm rãi nhưng nơi nào có thể kiếm ăn được chút cháo có gì mùi gái hú thì rất là phấn khởi hồ hởi kéo nhau tới ai rẻ nơi này lại gặp được mỹ nữ nét mặt lạnh lùng đáng sợ không biết họ đưa cái giấy tờ gì cho đồng chí đại úy phó trưởng xe xã, xã xem duyệt chỉ thấy hắn xem xong nét mặt thì đang tà tà trở nên hiền hậu gương mẫu ngoan ngoãn lui về không nói gì hết cả mắng cho thằng trưởng thôn một trận còn căn dặn hắn không được lẻo mép già mồm nhân chỉ sơ tính bản thiện vốn tò mò tò mò mà không có câu giải thích thì suy đoán thế là chỉ trong một ngày ngồi biệt thự tăng thêm phần bí mật nhưng không được phép nhiều chuyện càng bí mật hơn. Xế chiều hôm qua lại có thêm hai mỹ nữ và một xe tải đến, thần thần bí bí chuyển những thùng giấy vào, không biết là cái gì, người trong thôn lại xù xì với nhau. Trưởng thôn có nói họ không phải là người xấu, vậy thì được rồi. Hôm nay, xế trưa, một chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, như đã có hẹn trước, một bóng mảnh khảnh bước ra mở cổng, xe chạy vào. Người bước xuống là một thanh niên, bóng người mảnh khảnh tiến gần hai người ôm nhau, rồi hai đôi môi lại. Vào nhà đi, bọn họ đang chờ. Sau một hồi ngộp thở, Phương Anh miễn cưỡng buông hắn ra. Sau vụ đêm trước, Nancy đã nhiều lần căn dặn. Họ chỉ nên tạm thời bí mật liên lạc với hắn thôi, để đề phòng sự bất chắc. Đây là vấn đề an ninh. Hai người bước vào, bên trong tất cả năm người đang chờ. Trước mặt thu tâm là cái laptop. Trong màn hình, Nancy và Song Kiều lẽ ra cả ba đã ngủ chung Nhưng Nancy muốn họp trực tuyến một chút Mục đích của ba chị em là muốn thấy hắn mập ốm ra làm sao Mà thôi, mặc dù chỉ mấy mấy ngày xa nhau Hello các bà xã Đức ca trước mặt mọi người Mở miệng gọi cả ba chị em là bà xã Khiến trong lòng Kiều Nga Kiều Trinh vô cùng ngọt ngào Không cò cả anh nữa Kiều Nga luôn là người nhanh nhẹn Mở miệng lầu bầu Tụi em ở đây thiệt chán chết đi được Ngủ suốt ngày rồi sắp thành heo rồi. Đúng đó, hết ngủ tới ăn, ăn xong lại ngủ. Em lên cân nhiều đó, đều tại anh hết đó. Kiều Trinh phàn nàn, hề hề, cả ở bên này à và bên kia đều cười. Có chuyện căn dặn anh chút thôi. Bọn hiền đại tỷ kia, không phải là thứ hiền đâu. Phải tuyệt đối cẩn thận, không được xem nhẹ, cũng không cần nhân từ đâu. Giọng Nancy nói tới đây bỗng trở nên tàn độc, quyết đoán. Chỉ cách nhau vài phút, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Nhân tử á hà hà, yên trí đi cưng, chỉ cần ả mò đến á, anh đảm bảo không có đường về. Ừ, vậy các người nói chuyện đi, nàng xin nói, nàng để hắn hành động không muốn xen vào, nếu cần chỉ nhắc nhở phía sau thôi. Xong kiều làm mặt quỷ với hắn, rồi cả ba chị em biến mất trên màn hình của laptop. Ok, mình nói chuyện một chút về đám người của tên hiền đại tỷ kia là thú dữ ha đọc hồ sơ chưa có thật hay không vậy lấy cưa máy cắt người nếu là thật cũng đáng sợ đó phải không hì hì tôi không tin đâu lời đồn hù dọa trẻ con mà thôi nhưng mình cũng nên chứng minh một chút coi có phải là thật không anh nghĩ sao kim chi ủy mị liếc mắt đưa tỉnh nói ha ha kim chi chúng ta thật là tâm đầu ý hợp tôi cũng có ý này làm sao chứng minh đây hì hì nói nghe coi Mai Thảo có vẻ thích thú với Hiền Đại Tỷ. Cả nàng và Kim Chi hình như rất hứng thú hơn là sợ hãi khi nghe thành tích của Hiền Đại Tỷ. Bây giờ nói mất hay, mi có cách của mi ta có cách của mi hay là hai đứa mình coi cách nào ai hiệu nghiệm hơn, thế nào? Kim Chi nhướng mắt cười cười, nàng và Mai Thảo hình như không để Huê Đại Tỷ vào mắt. Nói chính xác hơn là chẳng là cái đếch gì cả. Vậy mới vui, được. Là trời với mì Mai Thảo hăm hở gật đầu Cả hai coi hiền đại tỷ Người mà dân Đà Nẵng chỉ nghe tên cũng sợ té đái rồi Như cá nằm trong giọ Muốn làm sao thì làm Ok Bây giờ bàn chuyện chính đi Ừ Không biết khi nào hiền đại tỷ này Sẽ dẫn đàn em tới Nhưng mà theo tôi đoán Sẽ nhanh thôi Tình chị em mà phải không Dĩ nhiên họ sẽ không đi một hoặc hai người Vậy chúng ta phân tích một chút từ Đà Nẵng xuống xuống đây có hai cách hoặc máy bay hoặc là đi xe đi máy bay chỉ có một tiếng thôi đi xe thì 7 hoặc 8 tiếng họ sẽ không đi bằng đường hàng không đâu Thu Tâm nói vẻ chắc chắn đúng vậy khác với mình qua đường hàng không họ sẽ không được mang theo đồ nghề Kim Chi gật đầu là thuộc hạ của Nancy có giấy phép của bộ vũ khí từ đây mang ra đây cũng phải gửi theo kiện hàng hóa thì tội xã hội đen có tư cách gì Hà hà đúng vậy Bọn họ tới đây Phải ở khách sạn Vậy thì mỗi người mình cho người đi đến các khách sạn Xem có xe nào biển số 43 Nếu có thì dò xét Có ai giống ba người này Không thể nào chúng ta không phát hiện Trừ khi chúng không đến Gần 20 cái hò tèn đấy Đi hết sao Thục Linh trợn mắt Đúng vậy nếu cần Nhưng suy nghĩ kỹ đi Tụi này nhất định không vào ở khách sạn thường đâu Ít nhất là 4 sao Như vậy không có mấy cái đâu. Im lặng, cả bọn thu tâm, thấy rất hợp lý nên không nói gì cả. Tiếp tục nha, sau khi định vị bọn chúng xong rồi, thì lượm bọn chúng về. Giống như là chúng ta đã từng làm với bọn Phạm Bá Thành vậy. Bây giờ mình cứ chờ, nếu chúng không tới thì thôi. Một khi chúng tới là coi như đút đầu vào dọ rồi. Rõ rồi, rõ chứ. Nếu không có thắc mắc, xin chào, good night. Hắn nói xong nháy mắt Phương Anh mặt nàng ửng hồng thu tâm hiểu hết lý lẽ khẽ mỉm cười những người khác cũng thừa biết quan hệ giữa hắn và phương anh không ai nói gì cả lặng lặng rút lui về phòng xa nhà nan xin nương nương thì không có ở đây hắn ngang nhiên điểm danh phương anh để hầu anh muốn tắm người mồ hôi mồ kê hôi hám không hà em vào giúp anh đi hì hì hắn vừa nói vừa kéo nàng vào buồng tắm cái gì chứ muốn nhiều chuyện thì có vừa Anh lườm nhưng ngoan ngoãn để hắn đi vào phòng tắm. Rồi trong tiếng thở gấp gáp, có những tiếng ư ử phát ra. Phòng tắm trở thành bãi chiến trường. Anh đã sắp xếp rồi, các em ở chỗ dành cho đại gia. Chỗ này giống như khu nghỉ dưỡng Azizai ở miền Tây vậy, cho đại phú bà như các em đấy. Hôm nay, hắn ra sân bay đón ba chị em Mỹ Chi, thêm một kiện hàng được ba chị em hộ tống. Vẫn là đương và bọn hưởng tắc kè đón kiện hàng và đưa tới biệt thự của bọn thu tâm. Đức đưa ba chị em đến Vinper Discovery, một nơi sang trọng bậc nhất của thành phố. Vậy anh ở nơi nào? Vịnh Hà chu môi không hài lòng. Ở miền Tây thì không nói rồi. Như ra đây, hắn phải ở chung với ba chị em nàng mới phải. Ha ha, anh có phòng ở Ele Hotel, nhưng chỉ cho con lệ thôi. Bây giờ các em ra đây. Dĩ nhiên là thường ở bên các em rồi, Đức nịnh. Vậy thì tha cho anh đó, Bích Hà mới xen vào Ra vẻ hài lòng Mỹ Chi thì không nói gì Thường kín đáo hơn Nhưng ý của Song Hà thì cũng là ý của nàng mà Nghe Nancy nói Anh có thể gặp phiền phức Mỹ Chi hỏi với giọng bình thản Tối hôm qua Nancy còn nói cho nàng biết Trong điện thoại Ngụ ý bảo ba chị em nàng trông chừng hắn Chuyện này cần phải nói sao Nhưng Mỹ Chi rất hài lòng Rõ ràng Nancy muốn đưa cảnh ô lưu Là thiện ý Làm như vậy thì Nancy cũng tỏ ra đã coi ba chị em nàng là người phe ta rồi, là người cùng một nhà. Hơn nữa, cho dù Nancy không nói, thì ai đụng tới hắn, rõ ràng là chán sống rồi. Hì hì, chuyện nhỏ thôi mà, đừng bận tâm. À, tới rồi, Đức ngừng lại. Bốn người xuống xe đi vào quầy lễ tân làm thủ tục check-in. Xong hả, đi hai bên hắn. Mỹ Chi nối gót đi phía sau, nhìn vào không thể không nói. Một chàng ba nàng vô cùng âu yếm. Cùng lúc, ba chiếc xe tiến vào bãi đậu xe. Chiếc xe đầu Adi A8, hai chiếc sau Toyota Land cả ba chiếc đều màu đen. Nhìn xe đủ biết thuộc loại người giàu có, nhưng khi nhìn người cũng sẽ biết họ không phải là dân hiền. Điều khá ngạc nhiên, người cầm đầu là một người đàn bà, đám người còn lại đều là thanh niên. Tuy họ ăn mặc sang trọng, nhưng trên tay đều có hình xăm mặt mày rất là cô hồn dữ tợn. Sau một quãng đường dài hơn 400 cây số, Hiền Đại tỷ cùng bọn đàn em cũng đã tới miền Trung này. Hiền Đại tỷ thích xa hoa, nơi này rất thích hợp. Đây không phải là lần đầu tiên đến nơi này. Hiện giờ tuy nóng lòng nhưng sau một ngày đi đường ai cũng mệt. Hiền Đại tỷ không thể làm gì được. Bọn đàn em cần phải nghỉ ngơi. Hiếu, mày nói tụi nó sau khi lấy phòng thì nghỉ ngơi, chiều tối xuống nhà hàng ăn cơm không được nhiều chuyện hiền đại tỷ hiểu bọn đàn em mình nếu không dặn dò thì hay quậy phá nên ra lệnh nghiêm cấm lúc này không phải là lúc già dạ đại tỷ thằng hữu gật đầu là cánh tay phải rất đắc lực dưới trướng của hiền hắn biết phải làm sao ê thằng kia mẹ mày chứ mày nhìn cái gì một gã đàn em gương mặt bạm trợn nhìn đức ca quát nguyên do là đang đi Đức bỗng khừng lại Ba chiếc xe biển số 43 Sao trùng hợp như vậy Vì vậy hắn mê quan sát Lẽ ra thì không có gì cả Nhưng một mình hắn Mà có tới ba mỹ nữ dính sát giạt Đã gây không ít lòng đố kỵ Đối với bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa Của Hiền Đại Tỷ Nếu không có chị Hiền ở đây Có lẽ bọn chúng đã tìm cách để kiếm ăn rồi Bây giờ chỉ có chửi thề Một câu một tiếng Có sao đâu chứ Chị Hiền nghe bọn đàn em mắng người, chẳng nói gì cả. Miễn là bọn chúng không đánh chém là được rồi. Và lại, chị Hiền rất không vừa mắt với ba người con gái này. Bọn đàn em của chị đứa nào cũng đứa nấy, đang lỏ mắt ra thèm. Đây là điều mà chị Hiền không vui, nhưng chưa tiện nổi khủng. Ba chị em Mỹ Chi là ai chứ? Bỗng nhiên có người mắng ông xã của mình, sắc mặt đang vui vẻ yêu đời, liền đanh lại. Mỹ Chi mới trầm giọng Ông xã, Bọn người nào mất dạy vậy? Anh quen à? Không quen. Đức nhún vai. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, mà. Đỡ tốn thì giờ phải đi tìm. Chưa đi tìm thì họ đã lù lù dẫn xác tới rồi. Hắn đã nhận ra người đàn bà này. Con đợi này. Mày nói ai mất dạy? Lập lại bố nghe đi. Gã đàn em khi nãy sừng sộ sấn tới. Bà xã tao nói mày là thằng mất dạy đó. Mày nghe rõ chữa. Có cần tao lặp lại lần nữa không? Đức cười lạt. Tiên sư mày, mày. Y miệng hiện đại tỷ hét lên Mụ ta thấy có gì không đúng Bên mụ hơn 10 người Còn mụ đàn bà này duy nhất Bên kia chỉ có bốn người Chỉ có một thằng mặt non chuẹt chuẹt Búng ra sữa không hề tỏ vẻ sợ sệt Trái lại với lẽ thường Vì vậy mà mụ có chút rẻ rặt Các vị chỉ là hiểu lầm thôi Xin lỗi nha Mai này ăn cơm nhiều một chút Đừng ăn cứt nhé Mở miệng ra là thúi lắm đấy Vịnh Hà bĩu môi khinh thường đức nheo mắt quan sát người đàn bà có tiếng là cương người này tay hắn sẵn sàng cái khẩu kia nếu cần song hà tuy không có vẻ gì nhưng nếu nhìn kỹ cả hai đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hiền đại tỷ hai mắt giận giật gương mặt trở nên dữ tợn chưa có ai dám nói lời này với mụ bọn này ăn mật gấu rồi mỹ chi nhếch mép cười nụ cười khinh khỉnh mẹ mày chứ thấy đại tỷ nổi giận một thằng trong đám rút mã tấu ra phóng tới Vịnh Hà nhanh như tia chớp đón đầu, vùng chân tung cú, bà Lu Kali vào thẳng mặt hắn. Hự, hắn kêu lên một tiếng, liền sau đó hắn như con diều đứt dây bay ra phía sau, bất tỉnh nhân sự. Vịnh Hà vẫn trong tư thế đó, sẵn sàng tung thêm vài cú nữa, nếu cần mặt lạnh như tiền. Đứng yên, không chậm trễ, khẩu Smith Wesson đã nằm trong tay rồi, đức chĩa thẳng ngay người hiền đại tỷ, mắt quan sát, sẵn sàng nổ. Toàn trường im lặng. Anh bạn, bình tĩnh lại đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Hữu gã đàn em thân tín, thấy tình hình có vẻ bất lợi, mới xuống nước. Hắn nhìn ra bọn người này không phải tầm thường. Chưa phải là lúc phải sống chết với nhau. Trước hết, phải tìm hiểu đối phương là ai. Hiểu lầm cũng được, không hiểu lầm cũng được, liệu hồn. Thấy có vài người hiếu kỳ từ từ kéo đến xem náo nhiệt. Tạm thời không thể làm lớn chuyện. Hơn nữa, đã biết tông tích chúng rồi. Đức lạnh lùng nói huê đại tỷ muốn nổi khùng nhưng cũng là người biết lợi hại cười khẩy ha ha các vị mai này còn gặp nhau mà ha ha chắc chắn rồi sẽ còn gặp nhau mà sẽ nhanh lắm thôi từ đây đến đó các vị nhớ bảo trọng đức ca cười ngạo mạn hắn cùng ba chị em nghênh ngang bước đi huê đại tỷ hai mắt lóe lên tia ác độc tụi bay coi tụi nó ở đâu tao muốn chôn sống tụi nó nhưng trước khi chôn sống tụi nó tao sẽ cho tụi mày a à hấp diêm ba con kia luôn để thằng đó ngồi coi cho tụi nó biết được chọc tới chị hiền này chỉ có con đường chết thảm khốc thôi dạ đại tỷ nhưng mà hữu là quân sư của hiền hắn có bổn phận can gián bây giờ chưa phải là lúc gây cấn với người khác nhưng cái gì nói hiền hét đại tỷ chị quên mục đích của mình là sao đến đây rồi sao hơn nữa mình chưa biết lai lịch đối phương sau này biết rõ rồi, lúc đó ra tay cũng không muộn mà. Khuôn mặt trên người của Hiền dần dật, nét mặt vô cùng dữ tợn. Vậy tao cho bọn nó sống thêm một ngày. Bên này thì Đức rút di động ra bấm, tiên hạ thủ vi cường, tránh đêm dài lắm mộng. Các em có biết bọn này là ai không? Họ từ Đà Nẵng đến tìm anh thanh toán đó. Nhưng hai cái là họ chưa biết bản mũi anh ra sao. Hiểu rồi, Nancy nói anh. Mỹ Chi sực nhớ ra Nancy đã có nói qua với nàng Dặn dò nàng chú ý cho sự an nguy của hắn Đúng vậy Kim Chi bộp tên Hoàng kia một phát Con mụ này là chị của hắn Hôm nay tới đây là muốn tìm anh để ai rè Anh ngay trước mặt mà mụ ta không biết Nếu anh nói sớm Em dứt điểm chúng Vịnh Hà hung hăng trợn mắt Từ từ đi cưng Chuyện vui còn dài Bây giờ lấy phòng Vào nghỉ ngơi tắm rửa Chiều anh đưa đi chơi một vòng Phải vậy chứ ông xã Anh thật tốt còn tốt hơn thế nữa mà Có dịch vụ đặc biệt nữa Anh hầu hạ Trà lưng cho các em lúc tắm hì hì Chỉ trà lưng thôi đó Không được trộn rộn này nọ đâu Bích Hà giả vờ ra điều kiện Hì hì Bốn người vừa làm thủ tục vừa check in Vừa dù gì to nhỏ vô cùng âu yếm Không để ý bọn người của Hiền Đại Tỷ Nhìn họ với ánh mắt căm thủ Tên thuộc hạ Bị Vịnh Hà đá ngay một cái Bây giờ đã tỉnh lại mặt hắn tái như đít nhái chứng tỏ hậu chấn của Baluli do Vịnh Hà đá cướp rất là nghiêm trọng bị đá một cái hình như vẫn chưa phục thỉnh thoảng lấm lép nhìn Vịnh Hà với ánh mắt kinh sợ pha lẫn hận thù cách bố trí của Vinpearl Discovery miền trung và Azizai của miền tây không khác biệt nhiều ở đây biệt thự này cách biệt tự kia là con đường thơ mộng với nhiều hoa cỏ được chọn hai biệt thự ba phòng ngủ phía sau có hồ bơi riêng chỉ cần vài chục bước là có thể đặt chân lên cát trắng của bãi biển tuyệt đẹp. Thời buổi đại dịch như thế này hoành hành, không khó để mướn được hai căn biệt thự. Ba chị em Mỹ Chi không hiểu tại sao hắn mướn hai căn, lại cách nhau khá xa mà sát hoặc gần như không có hỏi. Hắn có mục đích của hắn. Wow, thật là đẹp, nhưng hơi phiền phức. Vịnh Hà nhăn mặt, có vẻ rất là bất mãn, như ruồi mũi bay ngang tay, thật khó chịu, bích Hà nhíu mày. Tốt mà, Bọn chúng tự nộp mạng Thì cho chúng tọa nguyện thôi Mỹ Trì nhếch miệng cười lạnh Yên trí đi Sẽ mau chóng giải quyết chúng thôi Đức biết ba chị em nói gì Đám người của hiện đại tỷ rõ ràng Đang có mưu đồ thanh toán Cho việc xảy ra hồi nãy Để lấy lại mặt mũi Bọn họ trái một căn phải một căn Kẹp căn biệt thự của bốn người vào giữa Hiện giờ có vài thằng đàn em Đang nhìn bên này ngó bên kia Có thằng thì nhẹo sàn nẹo Làm những động tác vô cùng bậy bạ cả đám thì cười hố hố lên bọn chúng đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần đại tỷ gật đầu là sẽ nhào tới trước là để hãm hại sau đó là để rửa nhục hiền đại tỷ đang đắc ý cái bọn bay coi như cá nằm trong dọn rồi không cần phải gấp đâu hiếu canh chừng tụi khốn này cho tao tụi nó mà chạy thoát ai tao cho mày đi còn nữa gọi cho thằng chủ tịch hương kia tới gặp tao ngay hiền đại tỷ nhìn về biệt thự bên kia trong đầu đang nghĩ đến trò chơi thích thú mèo với chuột Bà sẽ cho bọn chúng mày Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong Già đại tí Thằng Hữu bước ra ngoài, cầm điện thoại gọi Hai ngày nay, tâm trạng của Hưng chủ tịch đang ở đáy vực Hắn cảm thấy vị trí phó chủ tịch bị lung lay Chỉ cần một ngọn gió nhỏ thôi Sẽ làm sụp đổ tan tành Hiện nay, hắn cảm nhận được sự thay đổi Từ trong ánh mắt của những người cán bộ nhân viên Làm việc trong ủy ban còn đợi bích kia thì hai ngày nay cáo bệnh trốn biệt hưng ngâm thầm nguyền rủa hắn đóng cửa ngồi trong văn phòng suy nghĩ nát óc để tìm cách thoát thân nhưng nhất thời chưa tìm được cách nào nhớ tới lúc khui thủng hưng muốn hại người để rõ ràng là một cái bẫy mà hắn tự nguyện chui vào tiền sư chứ cái thằng đợi kia sao giỏi như vậy biết có người tới cướp mà răng bẫy vậy hưng thử người ra nghĩ ngợi ngay lúc này có tiếng di động hắn vang lên Alo, tôi là Cao Tuấn Hưng của Ủy ban Nhân dân. Chủ tịch Hưng, Hiền Đại Tỷ muốn gặp ông. Đúng 7 giờ chiều nay, tại nhà hàng trong Vinpearlia Recovery. Biết chuyện gì rồi chứ? Ông không tới thì sau này tự gánh lấy hậu quả. Người bên kia không nói mình là ai cả, chỉ nói vậy rồi cúp máy. Tới đúng lúc lắm, Hiền Đại Tỷ. Hưng Chủ tịch tắt máy, cười hiểm áp. Chỉ cần Hiền Đại Tỷ cho thằng đợi kia đi thôi. Người chết thì không biết nói rồi. Chuyện còn lại Mình chịu khó thao tác một chút Chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa hư không Như vậy Sau cơn mưa trời lại sáng Lão Hưng tin tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng Suy nghĩ của Hưng Chủ tịch Cũng rất hợp lý Và có sức thuyết phục Nhưng hắn thật sự không biết Là tất cả kế hoạch của hắn Từ Lý Hoàng Trương đến Lệ Bí Thư Chủ tịch Diễm và Điệp Bí Thư Đều rõ cả Hơn nữa tiền sau đó cũng được chuyển tới rồi Hắn không biết chỉ vì trong đầu hắn đang rối ren khủng hoảng thôi cùng lúc này nơi quầy tiếp tân xuất hiện ba mỹ nữ dáng người mảnh khảnh ai cũng đẹp như minh tinh xứ Hàn Quốc hello nhờ anh xem dùm ông xã tôi có đặt một căn biệt thự ba phòng ngủ ocean view Phương anh nói với người đàn ông làm việc tại quầy lễ tân mặt nàng thoáng hồng đây là lần đầu tiên nói với người khác đức lòng xã bên cạnh nàng Thục Linh Kim Chi khẽ nhích miệng cười, trêu chọc. ra dạ được, xin hỏi người đặt phòng tên là gì? Nam Lễ Tân mỉm cười hỏi. Trần Đức, xin vui lòng chờ chút. Nam Lễ Tân có chút sủng sốt. gán nhớ không lầm cách đây hơn tiếng đồng hồ. Người tên Trần Đức kia không phải cùng với ba mỹ nữ tuyệt đẹp sao? Bây giờ có thêm ba người khác, không chứ hả? Phong lưu vậy sao? Hèn chi mà đặt hai biệt thự nơi khác nhau. Người giàu có hèn chi quả là phong lưu. Nam Lễ Tân thầm hâm mộ người nhà của chị đã đặt biệt thự cho hai đêm rồi. Nam Lễ Tân sau khi kiểm tra trong vi tính, tươi cười vừa nói vừa ra dấu cho người nhân viên khác giúp khách đem hành lý lên xe điện chở khách đến biệt thự. Người này vừa cầm hành lý của ba vị khách, gã ngấm ngầm kinh hãi sao nặng như vậy. Để tôi được rồi, thuộc linh kim chi, kịp thời ngăn lại, toàn là đồ chơi thôi, không cẩn thận, rơi ra thì phiền phức. Phương Anh thì bấm di động. Alo, tới rồi à, check in chưa? Đường dây vừa thông, tiếng Đức vang lên, hắn đang chờ, mọi chuyện đã toàn tính trước. Nếu hắn là bọn họ, đêm nay hắn sẽ ra tay, vì vậy cần phải hành động trước. Vừa xong, đang trên xe đến biệt thự, anh đang ở đâu? Phương Anh biết hắn đang ở đâu nhưng vẫn hỏi, trong lòng có chút không thoải mái khi nghĩ hắn đang ở bên ba con hồ ly tinh kia. Mười phút nữa, anh ra bãi biển, lúc đó bọn em quan sát tình hình. Sau đó chúng ta cùng họp trực tuyến bàn thảo kế hoạch một chút. Đêm nay mình phối hợp hành động. Ừ, Phương ngày cúp máy. Xe ngừng trước cổng biệt thự. Cả ba xuống xe. Người phục vụ đi trước mở cửa. Cẩn thận phụ giúp khách đem hành lý vào biệt thự. Thục Linh rút tờ 200.000 cho tiền qua. Cảm ơn. Nếu quý khách cần gì khác xin cứ gọi. Người phục vụ cung kính nghiêng người chào. Quay người bước ra ngoài. Thầm nghĩ. Nếu ngày nào cũng được khách sộp như này thì quá tốt. Sang quá hà Kim Chi nhìn Thục Linh cười tủm tỉm Hì hì gì chứ Có tiền phải xài cho sướng tài chứ Thục Linh cười Từ ngày đi theo thừa tướng Nàn Si Được phân phối nhiệm vụ làm việc Theo sở thích Lại còn được trả lương hậu nữa Và có chút cổ phần trong công ty Cũng phải thôi Bây giờ là tiểu phú bà rồi Phương Anh Triều Cả ba coi như quen biết hơn 5 năm nay Từ lúc còn là Hàn Vi Sinh hoạt bây giờ so với lúc trước một trời một vực so với hai quý vị nương nương thu tâm và phương anh tớ thua xa hì hì thục linh mới phản pháo con quỷ này mi nói gì vậy phương anh mặt ngoài ngượng ngùng nhưng trong bụng thì thầm sung sướng chuyện nàng và thu tâm cùng với thu hà trở thành người phụ nữ của hắn không còn là bí mật gì nữa rồi tao nghe con thu hà nói hắn khủng làm đấy kim chi hiếu kỳ thu hà rất bạo miệng chuyện gì cũng khoe được nên nàng biết Thật ra thì Kim Chi cũng hai lần dình trộm thấy hắn tận mắt hành sự rồi. Nàng đã thấy hắn là với Phương Anh ở gốc cây dừa nghiêng nghiêng rồi. Nhưng vẫn tò mò muốn biết thêm hơn nữa. Mì muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi. Lấy Phương Anh nghe Kim Chi hỏi. Mặt đỏ lên gắt. Ngoe ngoẻ bỏ đi ra phía sau biệt thự. Không quên cầm theo vũ khí nóng và ống nhỏm. Kim Chi này, cái gì khủng? Thái độ của Phương Anh khiến Thục Linh thắc mắc ngây ngô hỏi hi hi là chuyện đó đó chuyện đó đó là chuyện gì mi không nói rõ tao nghe biết được chứ hi hi à, mi đừng có mà giả mù xa nhé ta chính mắt thấy mi hai lần dinh hắn na à, mãn nhãn chứ ê, ê ê mi đừng chạy thục linh chạy xa rồi lúc này thường hay bị ám ảnh vì mấy hình ảnh trong đầu phương anh ra phía sau biệt thự quan sát vài phút sau từ một căn biệt thự đi ra cách đây khoảng 3 bốn trăm thước nàng thấy ông xã của mình cùng ba chị em Mỹ Trì đi xa. Ba con hồ ly tinh đang mặc bikini trông thật là nóng bỏng. Ngày lúc này, chuông di động nàng reo lên là hắn gọi. Bọn chúng 12 người chia làm hai nhóm, một nhóm ở bên trái, một nhóm ở bên phải căn biệt thự của Mỹ Trì. Kèm bọn anh ở giữa, em liên lạc với thủ tâm. 10 phút nữa chúng ta họp trực tuyến. Hắn nói xong, không chờ nàng ư hử cúp máy. Có động tĩnh gì hả? Thục Linh Kim Chi từ phía sau lưng nàng hỏi. Trên tay Thục Linh cũng có ống nhòm mà, đang nhìn theo hướng Phương Anh nhìn. Không có gì, chuẩn bị, 10 phút nữa có cuộc họp. Bọn chúng 12 người, ý anh là như vậy. Không cần thiết thì không bắn nhau đâu. Cho nên nghĩ cách, bắt con mụ kia đầu đảng trước. Rắn mất đầu bọn đàn em sẽ tự loạn thôi. Lúc đó, mình lụm từng tên một, các em thấy sao? Xong hà bên ngoài, đề phòng bất chắc, trong phòng chỉ có Mỹ Chi bên cạnh Hắn cầm điện thoại Nói ý định của mình Cách đó vài trăm thước là bọn Phương Anh Xa hơn nữa Trong căn biệt thự ở thị xã này Bọn Thu Tâm cũng đang tập trung Trước màn hình của chiếc laptop Tất cả đang có cuộc họp trực tuyến Bán bọn này là phương pháp giải quyết nhanh nhất Nhưng hệ lụy quá lớn Đó là hạ sách Không nghe ai ừ hử gì Hắn giải thích thêm Mụ ta có hơn 10 thằng đàn em bảo vệ Bắt mụ trong yên lặng Không dễ đâu Mai Thảo bên kia nhíu mày. Nhưng không phải là không có cách. Tôi có ý kiến này. Không biết có thể thực hiện được không? Mỹ Chi mỉm cười xen vào. Em nói nghe thử xem. Tìm cách cho mụ ta ngã bệnh đi. Phải đưa vào bệnh viện, ra tay từ đó. Cách này được. Nhưng mà không dễ làm cho mụ ta ngã bệnh đâu. Thu tâm không chắc. Gây mê thì dễ. Nhưng ngã bệnh thì phải đi bệnh viện. Không phải là không được. Nhưng nàng và đám chị em. Không ai mang theo đồ chơi này. Lần này chỉ mang theo hàng nóng thôi. Chuyện này để chúng tôi làm. Các người săn sóc mụ ta chút đáo trên đường đi đến bệnh viện là được. Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Vậy khi nào mình hành động? Thủ tầm bên kia gật đầu hỏi. Dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Tối nay, các người chuẩn bị đi. 45 phút sau khi hành động, mụ ta sẽ ngã. Lúc ra tay, anh ấy sẽ gọi các người. Ừ, sau tiếng ừ, các màn hình tắt, cuộc họp kết thúc. Phải ha Mỹ Trì, anh nhớ rồi. Thằng giám đốc sở tài chính của miền Tây nằm liệt trong nhà thương. Hi hi, bây giờ nhớ rồi sao? Thôi đừng nói nữa, còn sớm mà. Chúng ta đi tắm biển đi. Nói xong, nàng thản nhiên thay bikini ngay trước mặt hắn, miệng mỉm cười. Nào chỉ có nàng đâu, Vịnh Hà Bích Hà cũng là như thế thôi. Ngay trước mặt hắn, nụ cười khiêu khích hơn nhiều. Đang định làm nháy với ba người để giải quyết nhu cầu nhưng tất cả đã chạy nhanh ra ngoài biển rồi. Chỉ nghe tiếng cười hi hi ha ha của đám mỹ nữ. Đại ca, đêm nay cho tụi em hưởng một phen chứ hả? Mấy con nhỏ quá đã. Phía sau căn biệt thự, đám đàn em của hiền đại tỷ nhìn ba chị em Mỹ Chi nô đùa trên bãi biển với ánh mắt thèm muốn. Một gã mặt sẹo không nhịn được nói. Phải cẩn thận mới được. Con nhỏ kia không phải thứ hiền đâu. Thằng kia có hàng nóng đó. Hữu cũng rất là thèm. Có ai nhìn thấy gái đẹp mà không hứng đâu Nhưng hắn là người vô cùng cẩn thận Nhìn trước ngó sau Trước khi hành động Làm việc rất có đầu óc Nhờ vậy mà hắn được hiền đại tỷ tin dùng Chó ngáp phải ruồi thôi mà đại ca Nó có hàng nóng mình cũng có mà Bên mình mười mấy người Gã đàn em nói Hữu động tâm Hắn cũng như bọn đàn em Dùng miệng với huê đại tỷ Nhiều lần chỉ là làm việc thôi Nên cũng chán Hôm nay nhân cơ hội này Mấy em này Bọn họ chỉ có bốn người Mà chỉ thằng đượi kia có hàng nóng thôi Nhưng rồi sao chứ Cho dù là ba con kia Cũng có hàng nóng đi Vậy thì bốn chọi bốn ăn chắc rồi Nhưng Hữu không tin mấy con kia không biết chơi Họ được vài chiêu spackle đấm đá thôi Vậy để tao hỏi ý chị Đại nhé Nếu được tối nay mình ra tay Hữu gật đầu Hàng hát đại ca Theo quy cũ nha Anh hưởng nước đầu Tụi em bao chót Hà hà Mặt sẹo cười đều Tông môn nhà mày chứ, đêm nay tao chơi con gà kia trước mặt cái thằng đượi kia chứ." Hưu nghĩ đến chuyện bậy đêm khuya này, hắn mới phấn khởi. Bích Hà, Bịnh Hà và Mỹ Chi chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ba chị em cứ thản nhiên nô đùa trong nước. Mỹ Chi cười khúc khích, "Em muốn thử dưới nước cơ." Nàng nói nhỏ sát hắn, vừa dứt lời, "Lần đầu làm việc đó dưới nước, thật là thích thú." Song Hà biết hắn và Mỹ Chi đang phê. Lặng lặng đề phòng bất chắc Ô mai gót Chẳng lẽ hắn Cách đó vài trăm thước Hai mắt kim chi nhìn trong ống nhòm Miệng lẩm bẩm nghi hoặc Phía dưới có chút ươn ướt Đồ mắc dịch Thục linh mắng Hai mắt cũng đang tập trung nhìn trong ống nhòm Đây là lần thứ ba nàng thấy hắn Đêm nay sẽ không dễ ngủ nữa rồi Đối với các người trong ủy ban Phó chủ tịch Hưng oai phong lắm Nhưng trước mặt của Hiền Đại Tỷ Hắn sợ hãi, có câu dân không đấu với quan, quan không đấu với thổ phỉ là đạo lý này. Hơn nữa, người đàn bà này coi mạng người như cỏ rác mà. Chủ tịch Hưng ngồi chờ hiền đại tỷ. Như mỗi khi các trưởng phòng hoặc các chủ tịch, bí thư xã đến chờ gặp hắn để được hắn chỉ đạo công tác. Nét mặt hắn đầy vẻ thành kính, thấy hiền đại tỷ xuất hiện từ xa. Hắn đã vội vã đứng lên nghiêng người. Hiền đại tỷ, chị khỏe chứ? Hưng chủ tịch, anh biết lý do tại sao tôi đến tìm anh chứ? Hữu kéo ghế Hiền chiếm trệ ngồi lên Hất hàm hỏi Không thèm nhìn Hưng chủ tịch đến nửa con mắt Đám đàn em tản ra đứng hai bên Nhìn Hiền Đại Tỷ vô cùng ai vệ Bừng bừng khí thế Chị, chị không phải đến từ đây Tìm thằng kia để trả thù cho Hoàng Đại ca chứ? Hưng mới sửng sốt Thằng kia là thằng nào? Hữu quát Hiền Đại Tỷ mà lạnh lùng Cái gì? Anh cũng không biết thằng kia à? vậy thì lạ thật đó hưng sửng sốt hết lần này đến lần khác khiến hữu và hiền đại tỷ nhìn nhau nghi hoặc hưng chủ tịch đừng dài dòng nữa ông biết gì nói mau hiền đáp nét mặt vô cùng dữ tợn là như vậy chị hiền hữu ca hoàng đại ca nói có mối làm ăn nhờ tôi giúp đỡ không có chuyện gì lớn hoàng đại ca muốn tôi hỗ trợ chỗ thôi không ngờ rồi hưng đem câu chuyện mở thùng ra chỉ thấy toàn giấy là giấy sau đó biệt thự của hắn bị bao vây cho tới bây giờ hắn cũng đang bị điều tra cũng là nhờ hoàng đại ca có mưu giả vờ bắt hắn làm con tin để cả hai cùng thoát thân ai ngờ hoàng đại ca bị bắn cái chỗ khôn khéo của hắn là dẫn dắt hiền đại tỷ hoặc tên hữu tự kết luận lấy quả nhiên thì hữu nghe xong mặt hắn chậm xuống chị ạ à, xem ra hoàng đại ca bị người ta gài bẫy ngồi xuống đi hiền đại tỷ bình thần nói Dạ, cảm ơn chị. Hưng như con cừu non, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng vô cùng thất vọng, thầm nghĩ. Lẽ ra là mụ ta, phải nổi giận lôi đỉnh mới phải chứ. Sau một phút phản ứng cũng không thấy vậy. Thằng Hoàng Đại ca là em ruột của mụ mà. Chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi. Ngoài mặt hắn rất là thành kính, ngoan ngoãn trước mặt hiền đại tỷ. Hiếu thì khác, đây là dấu hiệu hiền đại tỷ đang muốn giết người. Theo chị Đại đã nhiều năm, Hắn biết cá tính của chị đại này Càng giận thì càng bình tĩnh Và một khi ra tay để xả giận Thì thật là khủng khiếp Nói như vậy Vậy Hưng Chủ tịch chắc chắn biết hắn là ai Có phải không Hắn là Vừa nói tới đây Hưng biến sắc Nét mặt trở nên dữ tợn Nhưng trong phút chốc Bình tĩnh trở lại Trời cũng giúp ta Chị Đại là hắn Người của hắn đã bắn Hoàng Đại Ca Hưng nói nhỏ Ánh mắt hướng về phía cửa nhà hàng đức và ba chị em mỹ chi đang đi vào ung dung nhàn hạ yêu đời đại tỷ bình tĩnh đêm nay chúng không thoát được đâu hữu sợ huê đại tỷ thấy kẻ thù không dằn được nên nhỏ giọng khuyên hiền đại tỷ vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến độ khó hiểu mụ ta đon đả đứng lên các vị chúng ta lại gặp nhau rồi gặp nhau mấy lần mà không biết quý danh tôi là hiền bạn bè thường gọi là hiền đại tỷ Hiền lịch sự đưa tay ra, ánh mắt nhau lại. Thật là thú vị khi mình biết người này sắp chết, mà hắn thì không biết cái gì. Hiền đại tỷ, ha ha, đúng vậy thú vị thú vị. Chúng ta thật là có duyên. Tôi là Trần Đức, bạn bè nể mặt thường gọi là Đức ca, ha ha. Hưng chủ tịch, Lao ngà. Sao trùng hợp vậy? Các người quen nhau hả? Thật là không ngờ đó. Đức đưa tay bắt, bốn mắt nhìn nhau thân thiết. Chỉ có họ mới biết họ nghĩ gì thôi cho tới lúc này đôi bên đã biết đối phương là ai rồi chỉ còn xem ai sẽ hành động trước mà thôi nhưng tuyệt đối là không phải ở đây ngay lúc này các bà xã chào hiện đại tỷ đi biết đâu mai này không còn dịp nữa đúng đó hà hà thằng hữu đâu rồi tới đây chào đức ca và các vị phu nhân đi biết đâu sau này sẽ không bao giờ có dịp nữa hai bên mỗi bên một câu lời lẽ bên ngoài rất lịch sự khách sáo nhưng bên trong đều có chứa sát ý. Hưng thì trong lòng đắc ý, liếc mắt nhìn Đức Nhưng người đã chết rồi. Hi hi, hiền đại tỷ xin chào hân hạnh. Gọi tôi là Vịnh Hà, xin lỗi chuyện hồi trưa nay nhé. Vịnh Hà đưa tay, miệng cười, nụ cười tinh quái. Hiền đại tỷ cũng đưa tay ra bắt, hai bàn tay chạm nhau siết mạnh, rút về. Hiền đại tỷ không cảm giác được kim chích vào lòng bàn tay mình. Bích Hà Mỹ Chi chỉ vẩy tay coi như chào thôi Cười khinh khỉnh Một cái bắt tay của Vịnh Hà là quá đủ rồi Đức và ba chị em Mỹ Chi Đi đến gần bàn ngồi xuống Hắn nhìn Phương Anh Thục Linh Kim Chi Cả ba đang cùng ngồi ở một đoàn gần đó Khẽ gật đầu Phương Anh nhận được tín hiệu liền gửi hàng tin nhắn ra ngoài Trong lòng cũng thắc mắc Nàng ngấm ngầm quan sát Chỉ một cái bắt tay thôi Nếu thật là con mụ kia Trong vòng 45 phút sẽ ngã Cũng lợi hại đấy nếu có dịp phải so tài một phiên cùng thời gian đó cách khu Vinpearl Discovery khoảng vài trăm thước một chiếc xe tải hạng trung đang đậu ở bên đường mai thảo ở vị trí tài xế xuân mai kế bên phía sau thủng xe thu tâm đang ngồi trước những thiết bị thông tin hiện đại nhưng nàng chỉ tập trung vào việc trang bị đạn cho sáu cái vũ khí nóng kia thôi xong trưa mày sau lâu vậy xuân mai quay nhìn phía sau hỏi Xong rồi, mỗi người hai cây nhé, hà hà. Trong đạn có tối đa nửa gam milisape. Trong vòng tối đa 10 giây, đảm bảo con trâu cũng ngủ như heo thôi. Thu Tâm cười rộ, loại này đã từng được dùng lúc đối phó bọn đàn em của Phạm Bá Thành và Bùi Thế Hiển. Mai Thảo, Xuân Mai, mỗi người hai cây hơi. Bây giờ chỉ còn chờ, kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng. Từ vinberia đến đây là một phút, khi bọn chúng bắt đầu di chuyển, Phương Anh sẽ thông báo. Lúc đó thì Mai Thảo sẽ cho chiếc xe tải này trình hình giữa đường, bắt buộc chúng sẽ tạm thời ngừng xe. Vậy là được rồi. Tao không có ý định cho chúng mày đi đêm nay đâu. Như vậy không có gì là vui. Đêm nay, bắt chúng đem ra ngoài Đà Nẵng. Hiền đại tỷ nhau mắt nhìn về phía bàn, bên kia nói với đàn em thân tín. tay nâng ly hướng về Đức Ca, cười xã giao ra vẻ mời. Bên kia thì Đức Ca cũng nâng ly trả lễ miệng cười liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng sấp xỉ tới rồi. Tính toán xong hết rồi chị ơi. Bọn nó như cá nằm trong dọ rồi. Hữu biết chị Đại đang nóng lòng. Hắn khẳng định kế hoạch. Như vậy, tôi xin phép trước. Hưng thấy mục đích sắp đạt rồi. Không biết nên ở hay về. Hắn đứng lên định cứu tử. Sao hả? Không thích coi náo nhiệt à? Hà hà, ngồi xuống đi. Chuyện này, chủ tịch Hưng, anh cũng có phần mà. Ngồi xuống đi. Hiện đại tỷ hất hàm ra lệnh lợi dụng cơ hội, kéo thằng này nhập bọn, trong tương lai dễ sai khiến. Vậy được, Hưng ngoan ngoãn ngồi xuống chờ xem chị Hiền này sẽ xử lý cái thằng đợi kia thế nào. Chị Hiền, chị không sao chứ. Hữu thấy nét mặt của chị Đại, đột nhiên tái nhợt, hắn mới lo ngại hỏi. Nhưng chẳng thấy Hiền chị Đại, ư hử gì cả, trên chán mụ, dớm mồ hôi, gục ở trên bàn luôn. Chị ơi, chị ơi, bọn đàn em thân tín đang ăn uống vui vẻ, thấy chị đột nhiên ngất xỉu cả bọn mới sửng sốt đúng lúc giờ ăn tối nên thực khách trong khu nghỉ dưỡng trong nhà hàng khá đông xảy ra sự cố khiến nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn tới để tôi xem thế nào tôi là bác sĩ thục linh mới bước tới ngồi xuống nâng mặt chị đại lên vạch mí mắt bắt mạch một cách vô cùng chuyên nghiệp khiến cho đức ca âm thầm giơ ngón tay cái lên lai luôn đưa người nhà của anh đi bệnh viện liền đi bác sĩ thục linh nhát mặt nghiêm trọng được 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 Đại tỷ bất thình lình ngã bệnh May mắn có bác sĩ này ở đây Bác sĩ nói phải chở bệnh nhân đi bệnh viện liền Có ai dám có ý kiến gì không Hữu nhanh chóng ám chị lên xe Miệng quát Ứng ừ, chủ tịch Phiền anh đi với tụi này Tôi không giành đường Thằng Minh Mày lái xe đi với tao Và không chủ tịch đi Vì bác sĩ này nữa Chịu khó chút đi Với thằng khác tụi bay ở lại Được bác sĩ Thục Linh gật đầu Trong lòng cười lạnh À, oh, Tỷ mất hứng nhưng Hưng vẫn tỏ vẻ sốt sáng. Bọn này từ Đà Nẵng tới, dĩ nhiên là không giành đường rồi, hắn dành thì phải đi thôi. Người bạn cùng bàn của bác sĩ Thục Linh, Phương Anh, nhìn bọn đàn em ấm chị đại lên xe, với mỉm cười lấy di động, bấm hàm tin nhắn gửi ra ngoài. a coming. Mình, gã đàn em thân tin lái xe, Hưng ngồi bên cạnh chỉ đường, Hữu thì ngồi đằng sau. Bên cạnh là Hiền Đại Tỷ hai mắt nhắm nghiền, miệng thì sùi bọt mép. Cái đó là bác sĩ Thục Linh. Vì tinh thần đạo đức nghề nghiệp, tình nguyện đi theo giúp đỡ. Chiếc xe đang phóng nhanh, bỗng thẳng lại. Một chiếc xe tải đang chắn ngang đường. Tiến sư nhà mày chứ, xuống coi là chuyện gì. Kêu thằng tài xế khôn hồn tránh ra, hữu quát. Dạ, hữu ca. Minh mở cửa xe bước xuống, tiến gần xe tải. Bất ngờ cửa phía sau xe được kéo lên. Một loại vũ khí đang chĩa ngay mặt gã. Gã trợn mắt há mồm, chưa kịp lên tiếng. Chóp! Gã cảm thấy đau nhói, hai mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Trời khá là tối, dường như có ánh đèn. Hưng Hữu cũng thấy rõ, sắc mặt cả hai đại biến, chẳng hiểu mô tê cái đách gì. Hữu không thẹn là cánh tay phải đắc lực của chị Đại. Hắn mê móc vũ khí ra, mở cửa xe bước xuống. Bất thình lình, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Is body tube. Hữu thấy lưng mình nhói đau, mặt mũi túi sầm lại, ngã xuống. Trước khi ngủ say, hắn còn thấy nữ bác sĩ xinh đẹp đang cười trào phúng. Chủ tịch Hưng muốn đái ra quần rồi, hắn mới lắp bắp. Đừng, xin đừng giết tôi. Hì hì, tôi đâu có làm gì anh đâu, đừng sợ. Nhưng hắn thì khó nói lắm. Anh kêu anh chọc hắn làm chi, đồ ngu, chóp. Chủ tịch Hưng hai mắt mở đi, ngã xuống ngủ luôn. Không quá hai phút, bốn người đã nằm gọn trong thùng xe tải. Mai Thảo cho xe chạy về hướng bệnh viện. Phía sau là bác sĩ Thục Linh điều khiển chiếc xe của Hiền Đại Tỷ. Đến khuôn viên bệnh viện, bác sĩ Thục Linh mới ngừng xe, tắt máy. Cẩn thận, lau dấu vân tay trên vô lăng. Xong tiến về chiếc xe tải đang ở gần đó, mở cửa bước lên. Mai Thảo cho xe chạy về biệt thự. Màn đêm dày đặc, đen kìm kịt. Trừ khi các bà vợ kè kè bên mình thì phải chịu bó tay thôi. Đại đa số đàn ông khi một mình đi ra ngoài đến chỗ lạ điều đầu tiên nghĩ trong đầu là muốn thưởng thức cái lở lạ để xem cảm giác như thế nào tuấn hào tuy chưa có vợ dĩ nhiên cũng có ý nghĩ như thế này không chỉ có hắn mà bọn thằng hưởng tắc cài cũng là thế đấy y chang luôn mấy thủa mới có dịp ra ngoài miền trung nhất là ở đây có bài hát gì đó quen tựa rồi nhưng đại khái là như vậy đi mô rồi cũng nhớ về nhớ núi hồng lĩnh nhớ dòng sông Lam. Hưởng vừa đi vừa hát nhiều ngao nho nhỏ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn mang đàn em dạo trên phố phường cho biết thành phố. Mục đích là kiếm mấy em đào dê cho vui. Coi như là kỷ niệm đi. Biết đâu mai này có trở lại hay không. Hưởng ca, cái gì mà nhớ núi gì đó chứ không phải đâu. Anh nhầm rồi. Nhớ cái lờ lờ thì có, hì hì. Một thằng đàn em cười rất là đều. Tao nói mày nghe nha cái thằng Phúc kia. Mày đúng là kiến thức hạn hẹp. Mày không biết sao hả? Đàn bà con gái miền Trung, đại đa số là lờ nhắn thiên thín thôi. Hưởng tắc kè, được dịp khoe kiến thức với đàn em. Hì hì, em cũng có nghe nói, nhưng mà không chắc lắm đâu. Nếu thiệt vậy thì đã quá đi. Cái gì mà quá đã? Mày nói cái gì đây? Hì hì hưởng ca, anh không biết đó thôi. Thằng Phúc này á, à, nó thích nhất là cái này. Không biết là khoản kèn sáo thế nào. Thường hay bị ối rời ôi. Giời ơi lần nào cũng ho thôi tín thằng em khác nói a ha hi hi cả bọn cười phá lên thích thú thôi cầm mồm nhỏ tiếng chút tụi bay người ta nghe được thì thật là mất hình tượng thằng hưởng tắc kè nghiêm nghị sau một hồi cười ngả nghiêng nó mới sực nhớ là đang ở xứ người không thể làm mất hình tượng uy tín của đức ca được sau một ngày làm việc là đàn anh hắn mang đàn em ra ngoài ăn nhậu ngắm gái nếu có thể cua được vài em thì cũng được lấy thành tích Mai này về miền Tây Kể lại cho người ta nghe Thêm chút đường, chút mắm, chút muối vào Thật là oai Nói tới đây Hưởng tắc kè tôn sùng Đức Ca Nếu mình được một phần mười của Đức Ca Cũng đỡ rồi Dô, Hưởng Ca Phúc cầm hai chai bia lên mời đàn anh Ừ, dô, trăm phần trăm nha mày Hưởng nâng ly cốc cạn Để ly xuống, gắp một miếng chả cá Đưa lên miệng nhai Cầm trái ớt hiểm, cắn một miếng Ra vẻ khoái trá Ô là là Các chú trong Nam ra đây chơi hả Ở chỗ nào trong Nam thế Một giọng đàn bà vang lên Hưởng quay lại Là bà chủ quán đang mỉm cười Hắn lễ phép mỉm cười đáp Dạ phải chào cô Cháu từ miền Tây đến đây được hai ngày rồi à Thế các anh thuộc đoàn cứu trợ rồi Quý hóa quá Dạ anh em cháu chỉ làm chút việc thôi à Hưởng khiêm nhường trước ánh mắt khinh bỉ của bọn đàn em Chúng biết là Hưởng ca rất thích máy bay bà già. Bà chủ này trẻ không trẻ, mà già cũng không già. Tướng tá nhìn rất là sạch nước cản. Điện nước thì đầy đủ thế này. Thuộc loại đàn bà là... Ôi giời ơi! Là gu của Hưởng ca đấy. Đảm bảo là trăm phần trăm Hưởng ca đang nổi cơn lên rồi. Nhưng ngoài mặt thì cứ làm ra vẻ thánh thiện làm bí. Đi theo Đức ca đã khá lâu rồi. Dù sao cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể nói hắn lấy tinh thần của Đức ca là kim chỉ nam để học tập Bởi vậy, khi thấy bà chủ quán hồi xuân Tỏ vẻ thân thiện Trong bụng hưởng thầm nghĩ Ôi giời ơi, nghĩ ngợi thế này thôi Thời buổi này, mấy bà này à, Thấy trai tơ thì tươm tướp rồi Trai tơ như hắn Mà thấy mấy cái bà hồi xuân này Thì còn tươi mát vô cùng là dạo dực Đàn bà tuổi này Kinh nghiệm giường chiếu vô cùng phong phú Nhất là cái khoản kèn sáo thì thôi rồi Không chê vào đâu được Các anh từ xa đến giúp miền Trung chúng tôi thật là quý hóa. Để cô bảo nhà bếp làm món gỏi cá đục, mời các anh nhé. Vậy sao được? Hưởng khách sáo. Không được từ chối đầu đấy. Không đợi hắn ử hử. Bà chủ quán xinh đẹp tươi cười quay vào trong dặn dò nhà bếp. Chẳng mấy chốc trở ra, miệng cười túm tím. Uống thêm bia nhé. Món gỏi cá này á à, sẽ được nhanh chóng mang ra. Thế các anh sẽ ở đây bao lâu? Dạ khoảng 2 tuần à. Thế à, khổ quá đi nhỉ. Người miền Nam thật có lòng. Vừa tặng người, vừa tặng gạo, lại vừa tặng tiền. 5 triệu cho mỗi hộ. Xã kỳ quạc này, mấy ngàn hộ đó. 5 triệu, hưởng mới sửng sốt. Sáng nay hắn thấy rõ là mỗi hộ 10 triệu mà. Sao bây giờ bà chủ quán nói là 5 triệu? Wow, hì hì, không phải. Là 10 triệu mới đúng. Nhưng sau đó, thì bân chủ tịch xã kỳ quạc và xe xã đến từng nhà thu hồi lại 5 triệu. Nói là để xây tượng đài và cổng chào cho xã. Kìa, món gỏi cá đấy, các anh thử đi, là đặc sản của miền Trung đó. Bà chủ quán tươi cười hỏi, trong lòng vô cùng đắc ý, nghĩ thầm, muốn đá bà không dễ đâu ha. Ở cái xã kỳ quặc huyện Kỳ Đàn này, ai lại không biết bà chủ quán Quỳnh là trước kia là người tình của bân chủ tịch. Bà chủ Quỳnh quá chồng, chủ tịch bân quá vợ, hai người với nhau không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng gần đây hình như cơm chẳng lành canh chẳng ngọt Nên đường ai nấy đi Nói đúng ra là bân chủ tịch đã chán chơi rồi Có khuynh hướng chạy làng Hơn nữa thì lão đã lên giường với con gái ruột của lão rồi Hằng chỉ mới hăm mấy thôi hàng họ đều thuộc hạng thượng đẳng Và lại thì được chơi con gái mình Là điều mà bân vô cùng kích thích Vì vậy mà chán bà chủ Quỳnh Lão từ từ tìm cách tránh xa Lẽ ra chuyện này không làm bà chủ quỳnh oán giận đâu thích thì cùng vui vẻ thôi không thích thì thôi không sao cả nhưng khi lợi ích bị thiệt thòi thì là một chuyện khác người pháp có câu sự bất hạnh của người này là niềm hạnh phúc của người khác miền trung năm nào cũng bị bão lụt ai khổ thì khổ còn đối với chủ tịch bân bão lụt càng nhiều thì càng tốt mà đó là niềm hạnh phúc vô biên có bão lụt mới có cứu trợ có cứu trợ thì lão mới có dùng dình tiền để bỏ túi. Trước đây, khi còn hú hí với Bân, lão và bọn xe có chén cơm thì bà chủ Quỳnh cũng có chén canh, vui vẻ huề cả làng. Năm nay, bà chủ Quỳnh bị đá ra, mất chén canh ngon ngọt, làm sao mà không dặn cho được. Hơn nữa, năm nay, ngoài gạo và mì tôm, tiền thì có mặt rồi. Mỗi hộ 10 triệu, bọn lão Bân vớt phân nửa, Xã kỳ quạc này có 2.000 hộ Tính ra là 10 tỷ đấy số này chia nhau bà sẽ được một tỷ bây giờ một xu dính túi cũng không được ông phật cũng nổi giận mà cho nên bà chủ quán quỳnh nhất định không ăn được thì đạp đổ thôi cái này à tôi chỉ lỡ lời thôi nhé các anh chớ có để ý mặt bà chủ quỳnh lấm lét nhìn quanh ra vẻ sợ hãi không sao cảm ơn cô cháu biết phải làm sao rồi hưởng tắc kè mặt âm trầm chuyện này vô cùng nghiêm trọng đây hắn lấy di động ra bấm Đức ca nói chuyện gì cũng phải báo cáo với Huỳnh Tuấn Hảo Mần vài món, cái chi mà phiền phức sự à. Hằng nhăn mặt khi nghe Bân nói làm vài món để đái khách. Mặc dù tên Hào kia có vẻ phong lưu đẹp trai đấy. Nhưng nếu nàng phải xuống bếp làm vài món đãi hắn thì nàng không nguyện ý chút nào. Cần gì phải như vậy, cực khổ lắm đấy. Hì hì, con nghe cha nói đi. Đi đến nhà cô Sáu Mi, nhờ cô ấy làm thì có chi mà cực khổ, Hắn làm sao biết là không phải là mi làm Cha thấy hắn mê mi lắm đấy Bân cười híp mắt Nghĩ tới thằng Hảo kia Chiều nay hắn tới Mình mời theo vài thằng khác Ăn nhậu một bữa Giữa là được rồi Ngày mai cả xã đều biết Lão quan hệ thân thiết Với nhân vật đầu não trong đoàn cứu trợ Vậy mình nói chi Mà đám dân không nghe Bân đang nghĩ họ phát 10 triệu Mình thu lại 5 triệu Có phải là hơi ít hay không Nghĩ lại Số tiền thu lại từ các hộ hôm nay, Bần mới đắc ý. Lão bốc vài hạt đậu phộng bỏ vào miệng, tập một ngụm bia, gật gù khoái trá. Bây giờ còn hơi sớm, Bần liếc nhìn Hằng. Chi dạy, lại hứng à. Thấy cha liếc mình với ánh mắt dê sổm, Hằng biết cha mình lại muốn động cỡn rồi. Con này, biết rồi còn hỏi, giờ vẫn còn sớm chán. Cho ta chơi cái đi. rầm 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 có tiếng đạp cửa bên ngoài. Cả hai cha con hết cả hồn Hằng mau chóng chỉnh sửa lại quần áo Ai mà trông thấy cái cảnh hai cha con kèn sáo thế này Thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi Bân mở cửa Thấy người đập cửa là tên thiếu tá trưởng xe xã Lão thầm mắng Sớm không đến, muộn không đến Nhằm đúng lúc người ta đang phê thì ló mặt Trong bụng giận lắm Nhưng cũng phải ra vẻ tươi cười Đây là bạn làm ăn mà Đúng theo nghĩa, quan dân đoàn kết Xếp nghiêm, cái chỉ dứa, giờ còn sớm mà Bân chưa kịp nói hết câu Nghiêm hốt hoảng, chặn ngang Mẹ nó, lần này nguy rồi Cái chỉ dứa, nguy Thằng Nghiêm, mi điên à Nghiêm định lên tiếng chửi thề Nhưng thấy Hằng phía sau Đành phải nuốt lời chửi tục vào bụng Hằng là bạn chơi của hắn mà Đang chơi mà mắng cha nặng Thì thô bỉ quá Ít ra không nên lúc này con Hằng này á, à, cái tài kỹ thuật thì cũng được Nhưng mà thuộc loại không phải dễ tìm Chú Bân, không xong rồi, có người tố cáo mình. Thành ủy có văn thư yêu cầu xe tỉnh điều tra. Nói chú ăn chặn 5 triệu, tiền cứu trợ. Nghiêm gian manh nói. Đúng ra là cách đây một giờ, hắn bị lãnh đạo bên xe thị xã gọi điện mắng. Nói có người tố cáo trưởng xe và chủ tịch xã kỳ quạc này cùng nhau ép người dân trao ra một nửa số tiền cứu trợ. Nói hắn phải mau tìm cách giải quyết. Nghiêm lập tức gọi di động, nhưng tên bân lại tắt máy. Lý do là lão đang hú hí với con gái vui vẻ. Vì vậy mà Nghiêm chạy đến bên đập cửa. Hắn biết Bân có tính chỉ mở di động khi cần thôi. Quả nhiên thì lão này đang ở trong nhà. Nghiêm có nằm mơ, cũng không bao giờ nghĩ là lão Bân đang làm chuyện gian díu, bậy bạ với chính con gái lão. Hắn và Bân hai người làm ăn bấy lâu nay. Ở cái xứ này, năm nào cũng có lũ lụt mà. Cả hai phối hợp nhuẩn nhuyễn nên bỏ túi không ít tiền. Chưa bao giờ xảy ra chuyện không ngờ hôm nay bị tố giác. Vì vậy mà Nghiêm tìm Bân báo tin để lão nghĩ cách. Nhưng khi Loan báo tin giữ để cố ý nói, chú ăn chặn 5 triệu tiền cứu trợ, cố ý gạt tên mình ra. Anh đang nói gì đấy? Bân mới cả kinh á khẩu, hăng thì hoảng sợ, nhận ra Nghiêm có ý gian. Nhưng lúc này không phải lúc vạch mặt hắn. Hơn nữa, vạch mặt hắn cũng không có lợi gì. Điều cần thiết bây giờ là làm sao giải quyết vấn đề mà không ảnh hưởng đến vị trí chủ tịch xã của cha. Bân hiện nay là chỗ dựa duy nhất của nàng. Xe tỉnh Mần Giang biết được đâu, lần này mi cũng dứa rồi. Bân ngẩn ra, cha, giữ, mình đang Mần răng Hằng hỏi, nhắc khéo Bân mau nghĩ cách giải quyết vấn đề. Phải đấy chú Bân, giữ làm chi? Nghiêm tức tối hỏi, chuyện này cần phải giải quyết êm đẹp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Bân cũng đang dối rắm cách duy nhất là tìm con dê để tế thần bỗng lão sáng mắt lên hôm qua nghe tin đồn lý quốc hiệp vẫn không cần nói hết lão lẳng lơ trưởng sang nghiêm cũng là cáo già trong quan trường làm sao không hiểu ý lão chỉ có hằng là ù cà cạc, cạc thôi liên quan chi tên hắn hả cha đến nước này dù không liên quan đến hắn cũng chẳng cần chi nữa hả hắn chẳng gánh cho chúng ta sao hắn có ông cụ lý chống sau lưng hắn gánh sẽ không sao chúng ta thì khác bân cười bí hiểm hằng mới bừng tỉnh lý quốc hiệp với ông cụ lý hoàng trương quan hệ thân thiết hắn sẽ không sao đâu tệ lắm là được điều đi nơi khác hắn chịu sao nghiêm âm trầm nói đối với ai thì khác chỉ cần chụp mũ là xong nhưng lý quốc hiệp kia không dễ chụp mũ hắn nhất định là không chịu rồi vì vậy chúng ta cần thao tác một chút chuyện này cần xếp nghiêm phối hợp nhiều rồi Bần hiếp mắt nhìn Nghiêm Lúc Nghiêm gian manh nói Chú ăn chặn 5 triệu tiền cứu trợ Lão làm sao không nhận ra ý đồ gian manh của hắn Nhưng Nghiêm là trưởng xa xã Cấp bậc thiếu tá so với hắn Lão thấp cổ bé họng hơn Trở mặt về hắn Chỉ là gánh thiệt thòi với thôi Cũng là người quỷ quyệt gian trá Biết phân nặng nhẹ Lão quyết không làm vậy Phối hợp thế nào Nghiêm mới rẻ rặt Thế này nhé Đêm qua thu được trăm triệu Tôi đem đến nhà hắn rồi sếp điều tra được nên hướng lãnh đạo báo cáo. Nếu lãnh đạo chỉ thị sếp khám xét nhà thì là chuyện của lãnh đạo, sếp chỉ là người thi hành thôi. Còn nếu lãnh đạo không cho chỉ thị thì đó là vấn đề của lãnh đạo. Hay lắm, cứ quyết định như vậy đi. Nghiêm hai mắt sáng ngời. Theo kế này, chẳng những không liên quan tới mình mà có thể còn lập được công phá án. Trong một thời gian kỷ lục, đã tìm ra kẻ hủ bại tham nhũng. Buổi tiệc chiều nay, xem ra phải hủy rồi. Bân trầm giọng Lão có nhiều việc phải làm Trong lòng tức giận Nghĩ đến phải đem số tiền nói ra Tiến sư nhà nó chứ Phải điều tra thằng nào làm hư chuyện này Tao không để mày yên đâu Chuyện Bân cần làm bây giờ Là gọi điện cho tên Hào kia Lão lấy di động bấm Chuông kêu được vài tiếng Bên kia Tuấn Hào đã bắt máy Alo, ha ha ha, chào cậu, tôi là Bân đây Thật ngại quá, chiều nay Định mời cậu tới nhà làm vài ly lai dai nhưng vì có việc đột xuất. Bấn chủ tịch, ông khách sáo quá rồi, chuyện ăn nhậu á, à? khi khác cũng được mà, không cần ngại. Ha ha, cậu thật là sảng khoái, vậy được, hôm khác bồi tội. Bấn cúp máy, trầm ngâm nghĩ ngợi. Bây giờ thế nào đây cha? Còn gì nữa, chiều nay mình đem mấy món làm sẵn, mang tới nhà Lý Quốc Hiệp ăn nhậu. Hiện nay, ai cũng né hắn, mình mang thức ăn đến nhà hắn, hắn sẽ cảm động khóc thét lên được. Thừa lúc hắn say, nhét tiền dưới gầm giường hắn. Chuyện sau đó phải nhờ xếp nghiêm rồi. Bần chủ tịch xã thâm độc nói ra âm mưu. Được, tôi về trước đây, chờ tin chú, chú Bân. Giọng nghiêm trở nên thân thiết. Hào buông di động xuống cười lạnh. Cũng may lần này, nhờ thằng hưởng tắc kè kia mới không bị xa lầy của bẫy thằng chủ tịch xã này. Hắn càng nghĩ càng giận, mai này phải tuyệt đối cẩn thận mới được. Hắn lại nghĩ đến mọi an bài của thằng em rể mà tâm phục khẩu phục. Tuấn Hào lấy làm kỳ quái Hình như là thằng em rể Đức này Biết trước mọi việc Đã sắp xếp được chuyện này Nhất là Nhã Thi Nhã Phương Hai chị em con giám đốc sở xe tỉnh Khi Hào nhìn thấy hai chị em Hắn cũng mơ mộng rước một nàng về dinh Nhưng khổ nỗi hình như hai nàng này Lại hứng thú với em rể Đúng là người không cùng một mạng mà Tuấn Hào nhớ lại lúc sau Khi được hưởng tắc kè báo tiền giữ, Hắn gọi hai chị em nàng nhà này cho đến lúc lão bên kia gọi tuy lão ta không nói gì nhưng hào hiểu được lão bên kia đang bị phiền phức lớn ngày mai có kịch coi rồi chuyện gì ngồi như người mất hồn vậy ngọc huệ oán giận hắn nằm kế bên nàng mà như khúc củi đấy chẳng lẽ nàng không đủ hấp dẫn hì hì đâu có cừng ơi hào biết huệ muốn gì rồi nàng thích hắn đêm bảy ngày ba vào ra không kể nhưng xem ra phải cố gắng nhiều hơn trước mới được còn bây giờ chẳng ăn thua